Ủa, chồng đâu? Chồng đi làm. Chồng đi làm với ai? Chồng đi làm với đối tác của chồng. Ủa vậy ha, rồi chừng nào chồng về? Tí xíu nữa chồng về. Vậy ha, rồi chừng nào chồng đi? Chồng thì tí xíu nữa chồng đi luôn. Sao chồng, chồng kỳ vậy ha? Ê, khét dữ rồi. Đó là khét dữ rồi. Ba ơi. Thôi đây rồi. Rồi cá kho tổ. Đứng im. Khét dữ rồi. Đứng im. Ba không thương con. Đến nhất. Ba thương. Con của ba. Không, chém. Chém hò. Mày nuốt cái cục tức vô. Xả cục tức ra. Tưng tưng vậy hoài rồi chồng con nó chán con rồi sao? Thù lao quá. Bình thường con với chồng con rất là hạnh phúc. Phải không? Trời trời, chồng con mê con cỡ luôn á. Cỡ luôn á. Mê một cây. Ê sao hay quá. Hay không? Hay. Bà biết sao không? Sao kể bà nghe. Mỗi lần mà chồng con đi làm về nha, con sẽ biến hình. Con không làm người vợ cơ bản nữa. Ê sao? Con làm người vợ phức tạp. Hay quá. Đi ghê chưa? Sao làm cho ba coi? Trời ơi, con diễn hề cho chồng con coi đó. Con gái ba là number one, làm cho ba coi đó. Vui chết luôn á. Nôn diễn lắm luôn á. Làm cho ba coi. Bây giờ ba bình tĩnh nha, ba ngồi xuống. Đây. Chồng con đi làm mới về nha. Làm mới về. Chờ chồng đi làm mới về. Trời ơi. Rồi xin nữa. Chồng về là phải cởi áo cho chồng. Cởi áo cho chồng. Trời ơi, hay quá vậy ta. Chồng phản ứng sao? Cười thôi, hai đứa cười thôi. Tiểu phẩm hề mà. Diễn xong rồi cười thôi là xong rồi. Đâu có ý nghĩa gì đâu ba. Hiểu không? Hiểu. Đó, rất là nhân văn. Nhân văn. Chưa hết. Chưa hết nữa. Con còn ca hề cho chồng con coi nữa. Trời, gái bà tập kỹ quá, làm cho ba coi đi nè. Ngồi xuống, bình tĩnh. Xuống. Chồng con về đứng đây nha. Đứng đây. Anh có yêu em không? Hay quá. Con về nhà với em không? Hay quá. Gà chồng không? Phản ứng làm sao? Chồng lên gói con luôn. Ê, sao mà lên gói con? Tại bài này dở. Cái bài này hai vợ chồng con đều đánh giá là rất dở. Ê, là tao vừa cười luôn đó. Không phải. Tại chồng con lo sức khỏe của con. Tại con mới đẻ xong. Chồng con hả? Anh rất là yêu con luôn á. Thao tác gì đây? Đâu, mỗi lần chồng con với con nói chuyện á là hay thể hiện những cái tình cảm gì với nhau lắm. Quái lạ. Thiệt. Rồi mỗi lần hai vợ chồng nói chuyện là phải thao tác ta chân gì cho nó rối vậy hả con ha? Chiếc là tao không nghĩ ông trời ông ban cho tao một đứa con mà quái lạ như mày luôn. Thiệt. Hai vợ chồng vừa nói chuyện mà vừa làm cái động tác này cười chết luôn á. Đó là cái tình cảm gia đình đó con á. Không phải đâu. Hai vợ chồng con vô cùng là hạnh phúc luôn á, bà hiểu không? Không, bà cũng ráng làm theo con. Không phải, cái này là phải yêu thương nhau thật lòng mới làm được. Nhưng mà ba thấy vậy là vui lắm á con. Đôi lúc ba lên đây thăm con ha, rồi ba thấy cái cuộc sống của con hạnh phúc gì, hai vợ chồng hòa nhã gì, hai vợ chồng hoạt bát gì, mệt dữ lắm mệt nhưng mà ba vẫn cố làm với con. Quái lạ. Ai đây? À, dạ cháu là shipper ạ. Được coi kiểm tra coi, tại vì nếu mà sai cái loại tả là mặc vô vậy bị hâm lắm. Bác sĩ hay nói vậy lắm á. Ba nói cái gì bác sĩ nữa? Gì? Bác sĩ, mời bác sĩ ngồi. Bác sĩ ngồi đi, kệ ba em. Ba ngồi xuống đi. Con nói chuyện với bác sĩ xong con sẽ nói chuyện với ba. Nhất trí. Bác sĩ em biết là ngày hôm nay bác sĩ tới đây, tức là cái vấn đề của ba em nó đã quá quan trọng rồi. Ba em có vấn đề gì hết, bác sĩ nói cho em nghe đi bác sĩ. À, khoảng từ em rối quá. Mày làm em cái gì? Mày làm em cái gì vậy? Không mấy vậy nè. Bác sĩ gửi mail cho em đi. Nào em rảnh này em về em kiểm tra mail em trả lời bác trời sĩ nha. Ơi, cô bình tĩnh đi. Thực ra thì ba em không ổn đúng không? Ê, trời. Ba em không ổn đúng không? Thôi bác sĩ về đi. Chuyện này để em nói chuyện với ba. Đi về đi. Đi mà. Ba. Ba kia. Mẹ mất rồi. Còn con với ba thôi. Ba biết mà. Có vấn đề gì ba phải chia sẻ với con chứ. Chia sẻ luôn. Là ba không kiểm soát được. Kiểm soát được. Không ai kiểm soát được phải xài tả hết bà. Mày cho. Cái tả này là cho con của mày. Cầm cái tả, trả tiền cho shipper, đừng có khùng nữa nha con. Là con đặt á hả? Ừ, con đặt mà con quên. À, dạ cô ơi. Tiền của em nhiêu vậy anh? À, 200 à. Anh có yêu em. 200. Thôi em gửi tiền. Thực ra em có gia đình rồi. Em hay từ chối những người đẹp trai lắm. Dạo này con làm sao á Phước? Ba lo cực kỳ luôn. Con bình thường. Không, con sống với nghiệp sống này đương nhiên con không bình thường. Không, con bình thường. Con không bình thường. Con bình thường. Con kêu ba làm gì? Bằng ba. Ờ. Trời ơi! Ôi chết bà ba ơi! Nãy ai á chứ không phải bà ơi! Đó! Mày tào lao sao á? Tập trung! Nhanh nè!
Ôi, màu nhiệm quá. Sao lúc nào mày cũng biểu cảm lố hơn ta hết vậy Phước? Tập trung lần nữa. Kiềm chế là con. Trời ơi. Trời ơi, kiểu wow. Kiểu cái trò này nó cái miếng này không vui nha con. Từ bỏ nha con. Con thấy vui mà ba. Ba thấy không có vui. Con thấy vui. Mày chào cả nhà, đi làm mới về. Chào mày làm mới về. Về hồi nào? Ừ, về từ lúc ba làm. Anh ơi, em yêu anh. Nhưng mà anh làm cái đó không có vui. Ủa, ba vô mất tiền rồi. Ba đi đâu? Ba ơi, ra đây đi ba. Có gì đâu ba ngại. Mấy cái chuyện này là chuyện bình thường. Nhà này nó vậy đó ba. Khi nào mà không có mấy chuyện này á, nó mới là bất bình thường đó ba. Con mới bất thường á. Ủa, gì nữa? Con nghĩ làm sao vậy? Dạ. Chồng mà vô tâm như vậy? Hả? Cái gì? Vợ của ở nhà nó chuẩn bị hết cái này cái kia để con đi làm về mệt mỏi. Nó chào mình con về cho vui vẻ hòa nhã gia đình. Bài ba, cái cảm giác của ba bây giờ á là cảm giác ban ngày. Còn cái cảm giác của con á, lúc đó con đi làm về lúc 12 giờ đêm. Mới làm về hả? Chưa mới làm về hả? Quen thầy không? Gì ba? Trục nó đi. Con gái của ba đó ba. Quái lạ. Nhưng mà cũng con cũng không có gì được. Sao? Nó làm vậy thì con không cười thôi, mắc gì lên gói nó bẩn bẩn chứ con. Đó lại là một câu chuyện khác. Anh có cảm không vậy? Trời ơi, chị cảm không vậy? Ê, khoan, bà ơi, mày buông ra, biết mày buông ra. Mày kết một đòn chí mạng kết liễu nè. Đó, nhiều lắm bây giờ ơi. Ba, sao mày? Ba, mày buông ra, coi mặt mũi nó là ai nè. Trời ơi, ba ơi. Dám vô nhà tao. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi, con gái. Đỡ nó vậy, đỡ nó vậy. Đó là cảm giác của con. Trời ơi em ơi. Trời mệt đi, kiểu đó có ngày chồng này mày nó giết chết mày Phước ơi. Không phải đâu, không phải đâu. Ôi sao không con? Không, con bình thường. Đó, mày thấy chưa? Mày thấy con vợ mày chưa, tội nghiệp chưa? Dù gì phải chiều nó một cái chứ con. Chiều chứ ba? Ừ. Con chiều vợ con dữ lắm luôn đó ba. Chiều sao? Con không chiều vợ con á, con sợ vợ con nó buồn. Mà con chiều vợ con á, ngặt nổi con bị liệu. Vô gặp sếp con. Chào sếp. Em có một vấn đề này. Em muốn thuyết trình với sếp. Không biết là sếp có đồng ý hay là không. Rồi sếp mày nói với mày làm sao? Đuổi luôn. Con thấy hậu quả chưa con? Nhưng mà không phải. Nếu mà nó không có chào kiểu đó bây giờ hên làm giám đốc luôn á con. Đó. Nhưng mà nhưng không không con bình thường, em bình thường. Em không không em I'm not afraid of the dark.
như vậy tác biển đông mới cạn, hiểu không? Dạ. Và bây giờ nhân dịp hai vợ chồng hòa thuận, ba mời cả gia đình đi ăn cho nó vui. Đi ăn ba. Ba ba từ từ ba. Cô vô ẩm con, ẩm con. Ờ đi ẩm một con đi em. Lấy xe mà chở ba vòng Sài Gòn. Rồi rồi, để con đi lấy xe liền. Ba ơi. Con cái máy giặt con. Bỏ con mà giống máy giặt hả? Trời ơi. Con ngủ bình thường. Con ngủ bình thường, cái máy giặt chạy bình thường. Mày la nó làm gì? Giỡn. Cậu cũng lãnh luôn. Em hỏi anh mệt không? Anh không mệt. Vậy bây giờ ẵm em từ ngoài cửa vô tới đây anh mệt không? Trâu bò sao không biết mệt. Ý chưa khác liền. Bây giờ anh khác với em rồi đúng không? Ai rồi cũng khác. Thôi được rồi. Sẵn cái không khí đang thể dục thể thao như vậy, anh muốn em với anh đi thi thế vận hội hả? Không. Em với anh mình tham gia một cái quy trình sản xuất sinh học khép kín. Ủa anh, tụi mình đang làm công ăn lương á, tự nhiên anh muốn mở xưởng ở nhà làm gì? Không không, ý anh là sản xuất là anh muốn có con. Mà ghê luôn á, em cũng muốn. Buông ra. Hai anh chị định làm cái gì vậy? Dạ làm vợ chồng. Mẹ, đây là đêm tân hôn, tụi con đang chuẩn bị động phòng đó. Dạ. Nè, tôi nói cho anh chị biết, anh chị có động phòng hay động đất hay động kinh hay động quan đi chăng nữa cũng phải hỏi ý kiến tôi. Nè, chưa hết đâu, anh chị còn phải hỏi ý kiến của bà con cô bác gần xa, và đặc biệt nhất là hỏi ý kiến của ông bà tổ tiên. Bây giờ mẹ sẽ gọi cho bà Năm. À không, mẹ sẽ gọi cho bà Bảy trước. Để hỏi coi bà Bảy có đồng ý cho tụi con động phòng vào ngày hôm nay không. Chị Bảy hả chị Bảy? Tôi Bảy nè. Dạ chị Bảy hả chị Bảy? Chuyện là vậy nè chị, là thằng con của em đó, nó mới lấy nhỏ vợ. Hồi sáng chị có đi đám cưới nhớ không? Trời ơi vui muốn chết, tôi hát 60 năm cuộc đời đó. Dạ. Nói nghe nè, ý tôi là bây giờ sáng bà đi nhiêu vậy? Tôi đi 2 tờ vé số. Ok bye. Ủa lộ nó một hiệp rồi, nhưng không sao, bây giờ mẹ sẽ gọi một người thứ hai. Con dạ, con muốn gọi ai? Sáng chú Chính cùng ly với con, mẹ gọi chú Chính đi. Chú Chính à? Không tôi phải nữa nè bà điên. Tôi gọi cho anh Chính bắt máy, bà bắt máy. Ông Chính đang tắm nè, tôi mét vợ ông Chính nghe. Bà mới bị điên á, ông Chính là chồng của tôi mà ông cưới tôi, giờ bà kêu là ông Bãi đi. Rồi, vợ chồng Bãi Chính thần tài. Nói nghe nè, rồi cái chuyện hồi nãy luôn á, là thằng con của tôi á, nó mới lấy nhỏ vợ nhớ không? Hồi sáng bà mới đi đám cưới đó nhớ không? Hai vợ chồng bà đó. Ừ? Chồng bà đi nhiêu vậy? Chồng tôi đi 2 tờ giấy giò. Ok bye. Lỗ luôn 2 hiệp. Nhưng mà không sao. Ủa? Bây giờ mẹ sẽ gỡ lại. Đó chính là bà Năm tập quá, bà bạn thân của mẹ. Chị Năm hả chị Năm? Tôi bà Bãi nữa nè. Mẹ điên. Trời ơi tôi gọi ai bà cũng bắt máy vậy. Trời ơi chồng tôi đang tắm mà hết xà bông, tôi đi qua nhà bà Năm mua xà bông mà giờ bà qua đi qua bà đang động kinh cắn lưỡi nó không được, tôi nói giùm nè. Trời ơi rồi có sao không, có sao không đó nghe nè. Là bây giờ tôi muốn gọi là tôi hỏi cái chuyện hồi nãy luôn đó. Bà Năm cũng đi đám cưới đó, sáng bà đi bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi bà Năm mới động kinh sáng giờ có đi đâu. Ủa vậy hả? Rồi bye bye nha. Trời ơi lỗ luôn nguyên bàn rồi. Mẹ đã vậy còn tốn tiền đi thăm bệnh nữa chứ. Trời ơi con khổ mẹ quá, mẹ hỏi mấy người gì đâu không à. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ hỏi một người nữa, đó chính là bà ngoại của thằng bạn thân của mẹ. Ủa người đó thì liên quan gì tới nhà mình? Nè không có bà đó là không có con nghe. Giờ bà đó là cái người mà tác hợp ba với mẹ đến với nhau đó. Thôi mẹ muốn gọi gì mẹ gọi đi. Mẹ đâu cần gọi điện thoại. Chứ gọi gì? Gọi hồn. Bà chết rồi. Ê mẹ, bước qua đây. Dạ. Hồn ai? Thiệt luôn á, tự nhiên đang tân hôn à.
hồn chưa bao giờ mà đang hứng mà bị ngăn lại. Hai đứa đang đỉnh luôn. Động phòng chứ bộ động quan. Xong làm đám trái, làm đám cưới. Mày đến đây. Bộ hồi đó má mày đẻ cái miệng ra trước hay sao mày nói dữ vậy? Ủa sao mẹ biết? Ủa tao nói đúng hả? Dạ. Thiệt luôn á chứ. Đi luôn, đi luôn, đi ra ngoài luôn, đưa cái nhà đây. Đi luôn. Thứ gì mày quạo không, quạo không? Tao đục vô mặt mày à. Đi ra ngoài. Dâu gì đâu mà muốn ăn thịt luôn mẹ chồng hả? Để cho mẹ con người ta khấn. Nghe mẹ khấn nè con. Trời ơi. À, khỏi ậm à ậm mực, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đàn ông con trai gì mà ậm à ậm mực ứ ấy hỡi. Echo, 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 thêm echo, thêm echo, thêm echo, 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 echo. Đủ echo, đủ echo, đủ echo. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé. Trời ơi, tao sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô đi, mẹ sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô, 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 mẹ sợ ma. Vô đây ngồi xuống, ngồi xuống. Thiệt mẹ luôn á, bới tô cơm chưa kịp ăn với mẹ luôn á. Cho mẹ mượn đi. Rồi cái muỗng con sao? Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây cho tụi con hỏi chuyện. Ô, ngoại hiển linh. Ngoại ơi, vô đi ngoại. Ông chết, ông tắm xong chưa? Tôi mua xà bông về rồi nè. Bà bảy, bà đi đâu đây? Nhà bà hả? Nhà tôi đó mẹ. Ủa tự nhiên tôi đang đi mua xà bông nhà bà Năm, ai xui khiến tôi vô đây vậy trời? Ngoại xui khiến đó. Hả? Đứng yên. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây với chúng con. Bà là bà bảy đây. Ê! Ngoại tôi đâu? Bà là bà ngoại, đứng thứ bảy kêu bà bảy. Ồ. Dạ ngoại bảy ơi. Ngoại bảy cho con hỏi, ngoài ngoài cho con hỏi miếng ngoài, ngoài 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 nói nghe ngoài ngoài chuyện là bây giờ vậy nè, là thằng con của con đó nó mới lấy nhỏ vợ nè. Vợ nó nè, con này nè, con này nè đó. Ngoài 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 bây giờ là tụi nó tính đồng phòng với nhau, cho nên là bây giờ con muốn hỏi ngoài là tối nay có cho đồng phòng được không? Mày nói làm sao chứ hôm nay là ngày tốt, bà Năm bà động kinh là hai đứa này nó động phòng được. Cái gì mà nghiệt ngã vậy trời, tự nhiên người ta động kinh cái ta được đồng phòng. Không có được, thôi bỏ đi, không có được. Trời mày nói nghe hay lắm, là như mày tốt lành lắm chứ hồi xưa hả? Mày ăn cơm mà chưa kịp đóng cái kẽn mày ăn cơm rồi ha. Xong rồi ha, đâu có làm đám cưới cho mày kịp, nhà hàng đâu ai nhận, phải kêu chồng về Đồng Nai làm đó thầy. Nhớ chưa? Ừ, nói chung là tao đồng ý. Không đồng ý. Tao đồng ý. Không đồng ý nghe chưa? Tao đồng ý. Không đồng ý, đưa đây. Đồng ý cho nó đồng phòng đi. Không. Đồng ý mà. Không. Đồng ý. Không. Đồng ý. Hai đứa có muốn đồng phòng không? Dạ muốn. Nó ngủ ngoài. Mẹ coi. Mà quên. Đồng ý. Tao đứa được không? Đồng ý. Ê, 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 bên đây, bên đây. Đồng ý. Ai? Mày phản mẹ mày hả? Được đẩy rồi, đẩy con. Đừng đồng phòng. Đồng ý rồi, đồng ý rồi. Ông Chính ơi, tắm xong chưa? Ông Chính ơi. Mẹ ơi, vậy là giờ tổ tiên đồng ý rồi đó mẹ. Tổ tiên đồng ý, nhưng mà tôi chưa đồng ý. Bởi vì bây giờ tôi phải chất vấn cô nữa chứ. Con hả? Ừ. Ủa cái chuyện này là mẹ phải tìm hiểu trước khi mẹ cưới con về đây chứ sao mẹ hỏi? Bởi vì lúc đó mẹ rất là bận. Mẹ bận quản lý các cặp anh chị vợ chồng của chồng con, hiểu không? Cô nghe tôi hỏi nè. Dạ. Cô tên gì? Dạ con tên My. Diễm My? Dạ không. Kiều My? Dạ không. Tố My? Dạ không luôn. Chứ cái gì My? Dạ Masubi là My. You're the one, you're the best, Masubi là My. Tên gì mà nghe leo trèo như vậy trời. À, thì ra cô thường xuyên trèo lên người con trai tôi là như vậy. Bây giờ cô muốn trèo đi đâu? Muốn trèo đi đâu? Cô đợi đó.
con trai, con tên gì? Mẹ là mẹ con đó mẹ. Quên, mẹ quên. Mẹ đẻ nhiều quá, mẹ quên luôn. Mẹ đẻ cái đứa con trai đầu tiên, mẹ đặt cho nó là tên Quân. Dạ. Mẹ muốn người đời biết là nó phải hùng dũng, phải mãnh liệt. Nhưng mà đâu có ngờ, mỗi lần trong cái xóm nó xảy ra cái chuyện gì, cái là người ta rao rằng Quân ác nhân. Thấy chưa? Qua tới cái đứa thứ hai, mẹ mới đặt cái tên là Phường. Vậy mà trong xóm mỗi lần có cái chuyện gì xảy ra là người ta lại rao Phường trộm cướp. Thấy chưa? Nhưng không sao. Qua tới cái đứa thứ ba là con đó, mẹ mới rút kinh nghiệm. Mẹ đặt tên con là gì nè? Tha thứ. Đó, mẹ muốn tha thứ hết tất cả lỗi lầm, những cái nghiệp mà bà Bảy đã gán lên đầu hai anh em con. Nhưng người đời vẫn không buông tha. Mỗi lần trong xóm có cái chuyện gì xảy ra, người ta lại rao rằng cái thứ khốn nạn. Cho vừa lắm, nghiệp lắm. Đó, con thấy chưa? Mẹ đau lắm chứ. Con ơi. Dạ. Mẹ con làm nghề gì? Dạ, mẹ con là tiểu thương, buôn bán nội tạng. Quân giết người. Không, Quân tên con tao. Phường giết người. Không, Phường con tao luôn. Thứ giết. Thứ tên mày đó. Cái lũ giết, lũ tên tao. Cái gì? Giờ là không biết chửi cái gì hả? Không, mấy mẹ chửi con là cái ngữ đi. Cái gì? Cái ngữ. Ngữ giết. Ngữ tên bà nội mày ơi. Con xin lỗi má. Mẹ hiểu lầm rồi. Ý của con muốn nói với mẹ là mẹ con làm tiểu thương, bán nội tạng có nghĩa là bán phá lấu á. Trời ơi, nó cũng đẹp người đẹp nết. Có ăn có học mà mở miệng ra cái nghe thấy đi xa luôn vậy đó. Nghe hỏi tiếp nè, ba có làm nghề gì? Dạ, ba con sửa xe. Chắc cũng đinh tặc. Ông nội có làm nghề gì? Dạ, ông nội con trăm tuổi ở không mới đi làm. Quỷ yêu hay sống lâu dữ vậy trời. Bà nội có làm nghề gì? Dạ, bà nội con mất rồi. Đáng đời. Mẹ làm gì vậy? Chỗ của tụi con mà mẹ nó làm gì? Mẹ làm cái gì mẹ? Mẹ, con nói với mẹ, mẹ muốn nói gì dòng họ gia đình con cũng được hết, không được quyền đụng tới con. Tôi thích chửi cô thì sao? Con nè, tôi nói cho cô biết, gia đình tôi vô phúc mới có một đứa con dâu như cô. Mẹ nói chuyện mẹ không được chỉ vào mặt con. Tôi thích chị đó. Con không cho mẹ chỉ vào mặt con. Thấy chưa? Mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi lại chém chèm. Con cho mẹ chỉ mà con không chỉ. Chết con trai tôi rồi, con có sao không con? Mẹ ơi, con mẹ chọt trong mắt con rồi mẹ. Mẹ ơi. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Đó là cô làm. Cô làm. Hồi nãy mẹ chọt cái mắt ảnh. Cô chọt cái mắt con tôi. Con nói là mẹ đừng có chọt nữa, mẹ chọt cái mắt ảnh. Đừng có chọt con. Au da. Trời ơi con ơi, con có sao không? Mẹ ơi, mẹ cướp đi thị lực của con rồi mẹ ơi. Trời ơi, mẹ không có cướp. Con kia, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Trời ơi, mày mới vô đây có một ngày, mày đâm đuôi mắt con tao. Mày ở đây lâu ngày chắc mày giết tao chết. Con nói là mẹ chọt ảnh, mẹ không được chỉ con nữa. Con nói là mẹ không được chỉ. Con nói là mẹ không được chỉ con nữa. Em đừng có nói gì nữa. Em im đi. Không, em đừng có nói gì hết á. Anh hiểu em mà. Mẹ đã từng làm trò này với hai anh của em rồi. Không con ơi, con này nó tinh vi, nó cao siêu dữ lắm. Rõ ràng hồi nãy nó tán mẹ vậy nè. Cô, em không có này. Cô mẹ đã kích động để mẹ tôi lộn cù mèo với đoàn lân sư rồng. Cô quá cái đáng này lắm. Tất cả là lỗi tại cô. Cái này là mẹ tự té, còn hồi nãy là mẹ em vô tình. Cái gì đó em này, không có cố tình. Em không có. Lỗi là tại tôi. Lỗi là tại cái bà già này nè. 3-4 giờ sáng đâu có chịu ngủ. Tại tôi. Thôi, tôi về phòng tôi ngủ đây. Mẹ ơi. Cái gì con? Dạ. Mẹ ơi, đây là cái thùng tiền mừng cưới của tụi con. Không, không, con cái này của mẹ. Dạ không, của tụi không, con cái này của mẹ. Nhưng mà đám cưới không, của không, tụi con mẹ. Không, cái này của mẹ con ơi. Mẹ. Ôi, không, cái này thôi, của mẹ. Thôi mà. Của thôi tụi mà. Thôi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi. Mẹ. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ. Mẹ sao mà té chỗ nghiệt ngã vậy?
Con thấy chưa con? Mẹ vừa đi là nó thoáng đeo vào. Nó sợ mẹ cướp đó con. Con ơi cầm cao lên cho mẹ nhờ. Cảm ơn con. Mẹ. 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 Mẹ tiền của tụi con mà. Mẹ ơi. Mẹ. Đó anh thấy đó. Vậy sao mà sống? Nhưng mà mình mới về nhà mẹ mà. Mình ráng ở một hai bữa nữa đi rồi tụi mình đi. Vậy anh phải hứa với em đó. Anh hứa là sau 3 ngày là mình về nhà mình luôn. Không ở đây nữa được không? Rồi, anh đồng rồi, ý với em rồi. Đi. Anh hứa đi thì đi. Đi đâu? Tôi mới nghe anh chị nói anh chị đi đâu. Dạ. Đi đâu? Dạ. Đi đâu? Dạ tụi con. Tụi con muốn ra riêng. Con vợ của anh Suối đúng không? Đúng. Dạ. Là con Suối ảnh đó. Chứ mẹ nghĩ đi, mới có năm cưới xong mà tiền đó coi như là hết vốn liếng của tụi con để tụi con làm ăn sau này. Bây giờ mẹ lấy hết rồi tụi con làm sao đây mẹ? Cô nói tôi lấy tiền của cô là sai. Vậy thì tôi hỏi cô, cái chuyện mà tôi lấy tiền rồi tôi cất giùm anh chị, để lỡ sau này trong tương lai anh chị có lỡ xa cơ thất thế, anh chị còn cái mà dùng, như vậy là sai hả? Dạ, chuyện tiền bạc không thành vấn đề đâu mẹ. Nhưng mà sự thật là giữa mẹ với tụi con á đã có một khoảng cách quá lớn, không thể hòa hợp được. Mới có ngày hôm nay thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Đơn cử như cái chuyện mà tụi con muốn động phòng trong đêm tân hôn đâu có gì là sai. Tụi con muốn có một đứa con mà mẹ, vậy mà mẹ cũng ngăn cản bởi những cái điều vô lý của mẹ. Vô lý hả? Vậy tôi hỏi anh đã có được một cái nghề ngỏng cho đàng hoàng chưa? Anh đã làm được gì nhiều cho người phụ nữ của anh chưa? Vậy mà anh đòi có thêm một đứa con. Tôi là mẹ nè, tôi cũng khát khao có được một đứa cháu nội lắm chứ. Nhưng mà tôi muốn cháu tôi được sinh ra trong một cái gia đình đầy đủ, sung túc và hạnh phúc, chứ không phải được sinh ra trong cái sự bồng bột nhất thời của anh chị. Vậy mà anh chị nói tôi vô lý. Vô lý ở chỗ nào? Thôi đủ rồi, tao gây ác xong rồi. Giờ bà con, mọi người thiên hạ, ai muốn chửi rủa tôi cũng được, muốn nói tôi là mẹ chồng ác độc, mẹ chồng bất nhân cũng được. Tiền nè, vợ, anh chị khỏi đi đâu hết, để tôi đi. Mẹ, cái gì trời? Mẹ ơi, hai đứa bay bộ sáng sớm đám cưới quỳ chưa đã, hay giờ quỳ nữa? Con trẻ người nông dạ, không hiểu hết những cái toan tính của mẹ dành cho tụi con. Mẹ, mẹ đừng buồn tụi con đi mẹ. Tụi con nông nổi. Con còn nóng nảy, con buông lời xúc phạm tới mẹ. Mẹ đừng có giận con mẹ. Tụi con xin lỗi mẹ. Ơi, mày ơi, hai cái đứa này làm cái gì vậy? Đứng dậy chưa nè. Con gái con nữa đứng dậy nè. Có vợ có chồng hết rồi nghe. Làm như con nít mới lớn rồi quỳ khóc lóc vậy. Cái điều mẹ mong mỏi nhất bây giờ á là hai đứa hạnh phúc. Vậy thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Sáng giờ đám cưới mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi. Mẹ ơi, giờ này còn nghỉ gì nữa mẹ? 6 giờ sáng rồi mẹ. Thì ra nãy giờ ông chính ổng tắm đêm, còn bà Năm bán tập quá, bán 24/7. Thôi nghe nè. Dạ. Bây giờ mẹ nảy ra cái ý định này. Dạ. Bây giờ hai mẹ con mình ra tiệm ăn sáng đi rồi về ngủ nha. Dạ. Ủa mẹ còn con sao? Tô cơm nãy đâu? Thôi giỡn đó. Bây giờ mình đi ăn sáng. Đi ăn sáng mà mẹ. Xin cảm ơn phần trình diễn của thí sinh Hoàng Phúc. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của Hoàng Khôi, Ngọc Hoa, Trà Ngọc, là hai thí sinh đến từ Cười Xuyên Việt mùa thứ 2 năm 2016. Hoa ơi, nãy là em té thiệt có hả hay là miếng diễn? Nó ra mồ hôi, nó trơn quá, ra nó té. Em làm một cái bẹp nằm nguyên một con luôn á. Thương lắm. Thương em quá à.
tôi khoái bà Bảy quá. Bảy. Mỗi lần em chạy ra là chị với anh Trung khoái chí. Cảm ơn những bạn hỗ trợ diễn nha. Em giả nữ chị không nhận ra em. Chị không nhận ra luôn, em giống một cái người phụ nữ lắm. Tại em ốm ốm sao em mặc cái bộ đồ này nè, giống y hệt luôn á. Chị cứ nói là cái bản này đâu có nữ đâu mà sao cái này là nữ. Thành công lắm, khi giả nữ mà vậy là đẹp lắm. Dạ, mời con cửa hàng nha. Dạ của chị, chị. Cho tôi. Dừng lại liền. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Dạ em phát cho người nghèo. Phát gạo cho người nghèo? Dạ. Mình làm từ thiện. Dạ. Mình nhìn giùm cái lưng của tôi coi. Dạ. Hào quang phản chiếu phải không mình? Dạ có mình. Công đức tôi vô lượng thọ lắm phải không dạ. Mình? Mình rảnh quá. Cái này không phải để cho mà là để bán. Để bán? Để bán. Bà con, nói nào ngay thì lũ cũng hoành hành cả tháng nay rồi. Tôi tích góp được chút gạo mà vợ đem cho đó thì đổ thừa tôi bố thí khi dễ mọi người. Không, tôi thích được khi dễ ông. Dạ. Nghe. Đó, tôi biết mọi người không có đồng ý như vậy. Không, tôi im luôn đi. Đó, thì bây giờ tôi phải bán thôi đúng không? Đúng nha, họ trả lời ha. Cái giá gạo tôi đó, tôi bán bằng cái gì, tính bằng cái thứ tự cái tên của mọi người vậy thôi. Ủa là sao? Là sao? Bà thứ mấy? Thứ hai. Hai đồng bọc gạo. Hiểu rồi. Rồi. Người tiếp theo. Ba đồng. Chú ba nè, nói lý nhí trong miệng không nghe được gì hết. Nè. Rồi, 3 đồng bọc gạo đưa đi mình. Nè, 4 đồng nè. Sao có 4 đồng vậy? Tôi tin 4. Ngoài cái tin 4 ra mọi người kêu ông là cái gì nữa? Ông Tư. Tư cộng 4 là nhiêu? 8. 8 đồng. Xong trước ba. 11 đồng, 11 đồng. Sao 11? Nó mới kêu 3 cộng 8, 11. Ôi, vậy kỳ. Ba. Trời ơi. Ê, nó nghe đương lượng vàng lại trừ hao kêu ba hoài. Tôi đây, người tiếp theo. Chết rồi. Ta thứ năm. Bây giờ mày ngu quá, mày nói thứ năm một cách là lấy năm lượng đó. Bây giờ mày đổi cái tên khác thì mày lấy cái tên gì được có số chổng. Được rồi, biết rồi. Dạ. Lẹ. Dạ, anh đại gia, em tên là Trần Văn Ngũ. À, ngũ là năm, là năm đồng. Không phải, ngũ là ngũ luôn đó, chứ đâu phải là năm. Ngũ luôn hả? Ngũ luôn. Ngủ đó làm sao tính tiền được trời. Dạ, yeah, không tính tiền rồi, đưa gạo đi rồi. Về ngủ cho no, khỏi lấy gạo. Giờ sao cũng tại mày hết á. Tên gì nói thay thiệt. Trời ơi, biết rồi. Ở nhà mày còn cái tên gì vợ mày hay gọi đó? Vợ tao gọi tao yêu thương lắm. Tên Hợi. Đúng rồi. Anh ơi, em tên là Trần Văn Hợi. Hợi, 12 đồng. Mắc gì 12 đồng? Tí sủ dần mẹ thịnh tiền ở mùi, xương dỗ tức Hợi, mày hay con giáp 12 đồng. Mày nữa đấy chưa? Cũng tại mày không đó. Cũng cái gì hên đó. Hên gì hên? Nó tính là con giáp chứ nó tính ký là chết tao luôn. Mày nhiêu ký? 80 ký. 80 cộng 12 chính 2 đồng. Đó nữa. Cũng còn hên. Sao hên? Nó mà biết số nhà tao chết tao luôn. Số nhà mày số mấy? 453-12-27-18-37-17B. Chết rồi. Anh ơi, sổ đỏ này bán bịch gạo đi không? Đưa gạo đi mình. Dính luôn trời. Mất căn nhà nha. Lần đầu tiên mua nhà. Ê. Hả, cái gì? Có gạo rồi vừa lấy hết căn nhà còn gì nấu cơm không? Chắc phải ăn sống quá. Đâu được, tội nghiệp lắm. Nhà còn cái mẻ kho hiểu không? Giữ mà xài. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi bể xíu. Bể về gạo để vô sao được? Được sống được. Ngồi xuống kỹ cho coi nè. Ví dụ mà giờ cái này bể phải không? Dạ. Mình đổ gạo đổ nước vô. Dạ. Đó cái mình mà đổ gạo đổ nước vô thì nước nó lọt xuống. Lấy bàn tay bịch lại. Hay quá ta. Bịch lại. Bỏ củi vô. Đun lửa lên, bừng, chín giật tay ra. Cơm là chín, còn cái tay thì sao? Cháy rồi. Rồi tay đâu múc cơm ăn? Có thêm cái món thịt tay nướng mồi nữa. Mày ăn thiệt luôn á. Một con giàu mà kiểu này mai mốt hả? Tôi nói chờ chú Đức Việt. Người tiếp theo. Dạ, chú ơi. Tên gì? Dạ, chắc con về, con không đủ tiền mua. Tên gì mà không sợ đủ tiền mua bây giờ nè. Chú hai, chú ba thì 3 đồng. Quá lắm 30, rồi 40. Quá lắm vô kia đưa sổ đỏ thì tên gì mà không nổi. Dạ tên Tỷ. Lê Văn Tỷ. Vậy về phải rồi. Ba má đặt cho cái tên Tỷ chi bây giờ không có gạo ăn. Nè. Dạ. Tội nghiệp không, đặt cái tên chi ác nghiệt rồi không có gạo ăn. Dạ vậy thương con cho con. Đứng ở bên đây, dạ. Nó có về liền hả? Qua dạ. Đây, đợi dạ. Xíu, mở cửa cho về.
À, quên, quên, nhà không có cửa đó. Dạ. Về đi. Không có tiền gạo hết. Nè. Dạ. Nãy hơi quá đáng phải không? Dạ, nhưng mà không sao. Xin lỗi nha. Dạ, dạ, không. Để đây. Dạ, biết rồi, từ từ. Dạ. Ngày mốt không có sớn xa sớn xác vậy. Dạ. Hấp ta hấp tấp mình quê với ai. Dạ. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Hiểu rồi, về đi. Dạ. Nè. Nè, một cái nữa tôi quýnh chết luôn á. Dư dừa phải phải thôi. Người ta là dân nghèo nhưng người ta có danh dự của người ta chứ. Làm gì cũng vừa vừa phải ác gì mà ác dữ vậy. Cái thứ như ông hả, là cái thứ thừa nút đùng thả câu. Cái thứ mày râu dài không cạo. Cái thứ ông mà xào xào điếc quen. Cái thứ mày lang bang bụng cóc. Cái thứ hả, ăn ốc bắt ta đủ vỏ. Cái thứ mày hả, áo đỏ quần xanh. Cái thứ mày lên chanh lết chanh. Cái thứ mày chuột nhắt mà tưởng chuột đồng. Cái thứ mày cháo lòng tưởng cháo huyết. Nãy giờ tao điếc tao nghị trơn. Mình ơi. Dạ. Lấy cơm tôi ăn đi mình. Nè. Dạ. Cái thứ gì mà ác ôn vừa vừa phải phải thôi nha. Ăn để đâu gì? Trong đó vậy? Dạ. Ăn uống hả? Ra ngoài đường đi ha, trời đánh thánh đầm cho coi. Trời ơi, ông trời ông hiển linh vậy? Ông đánh nó chết giùm con đi ông trời. Tao còn sống. Sao còn sống hay vậy? Mày không nghe câu trời đánh thánh bữa ăn hả? Tao đang ăn xong đánh tôi chết được. Không tin nói lại đi. Trời đánh thánh đầm. Có chén cơm nó đánh nó chết được đâu, không tin nó lại đi. Trời đánh thánh đâm. Không còn sống nhăn răng đây mà. Trời đánh thánh đâm. Vừa lắm mất chén cơm mày mình, chết. Mình. Cái thứ nhà ông á, đa đời chết đi. Ác vừa phải thôi, tôi không cần nữa. Đơn giản thôi. Không sao đâu mình. Để đó cho tôi. Trời đánh đâu có chết được. Người đánh mới chết phải không mình? Mà tôi có tiền mà, ai đánh tôi chết được hả mình? Mình nè, tôi thấy mình làm vậy không có được đâu mình ơi. Vợ chồng mình bây giờ cũng có ít của rồi. Hay là mình làm phước làm đức cho người ta đi mình. Chứ mình làm vậy ăn ở thất đức lắm. Mình nói được thất đức? Dạ, dạ không. Ý là tôi ở ác hả mình? Dạ không, ý em. Mình im đi. Mình biết cái gì mình nói. Bây giờ tôi giàu có tất cả rồi. Mình làm người hưởng chung với tôi với ai? Ở đây tôi nói cái gì nghe tôi cái đó, làm cái đó không được cãi mình. Còn nhắm mà làm không được đó, đừng ở đây nữa. Cái gì? Mình đuổi tôi? Được rồi, bây giờ nếu như mà mình đuổi á thì tôi đi cho mình vừa lòng. Đứng lại, tôi không có đuổi mình. Cái này là mình muốn đi, nhưng mình nên nhớ quần áo của mình, lụa là gấm dốc, vàng bạc của mình là của tôi cho mình đó nghe mình. Cái này là của mình, tôi trả hết lại cho mình. Mình ơi, mình đi thiệt hả mình? Mình đi thiệt xa nghe mình. Chết bờ chết bụi đừng chết ở nhà tôi nghe mình. Có tiền mà trời. Có tiền mà. Vợ đi kệ vợ đi. Có tiền là mua được tất cả. Ngày xưa, chuyện ngày xưa, ở một nơi xa thật xa, thạch sùng đó tên của ta, người giàu có không ai bằng ta. Vốn xuất thân từ một gia cảnh nghèo khó, ăn uống bằng tiền không có nhiều tiền, ao ước một ngày có được cuộc sống giàu có. Và rồi có một ngày nọ, ông trời báo mộng cho ta, giúp ta từ con số không trở thành một người giàu có xa hoa. Ông nói với ta nơi đây sắp có bão lớn, còn báo tất cả dân làng cẩn thận tích góp gạo cơm. Đây là sự thật hay mơ? Có phải cơ hội của ta đã tới giúp ta có được cuộc sống mà ta mong chờ? Ta giàu rồi. Ta giàu rồi. Đẹp lắm. Mà nghe thiên hạ đồn, nghe thạch sùng này giàu quá rồi. Có hai vợ chồng bá hổ làng bên đó, ghen ăn tức ở vì đòi qua đây đấu giá tài sản với nhau, có ai giàu hơn ai. Rồi gì nói mà ai thua đó là mất hết tài sản. Thôi, nghe cũng hơi nhột trong người.
bằng sao mà thua được? Bởi ta là Thạch Sùng, Thạch Sùng giàu nhất cái vùng này. Thử hỏi ai là người giàu nhất? Là ta. Mày điên hả? Cái tướng mày hèn chết giàu chỗ nào? Tôi là gì? Tôi giàu lòng nhân ái. Rồi có tay sao băng vậy? Nhờ cái món tai heo nướng mội của ông đó. Ông nhớ chưa? Bây giờ còn cái cùi không? Ăn cơm mà cái gì? À, thì no gạo no cơm thì phải chịu chứ làm sao. Rồi ông chủ mày đâu? Được, để tôi kêu ông chủ tôi vô. Đại gia giàu đâu? Bây giờ mới vô nè. Chào Thạch Sùng. Mày dắt cháu ở đây nói chuyện tao chi vậy? Cháu mà nào đại gia đó. Nó cười cái con nít của vậy? Ta cười vô mặt ngươi đó, ta kinh vĩ ngươi. Cười vô mặt tao? Phải. Ủa mày giàu hơn ai mày cười tao? Có thể ta không giàu hơn ngươi, nhưng mà vợ của ta sẽ giàu hơn ngươi. Mời vợ. Có vợ. Lạn dữ vậy? Quá kia. Giàu sao mà mưa quá vậy? Qua đi, ngồi đi vợ. Ngồi đi vợ. Ôi là ngồi đi. Cái gì mày? Đại tắc quên. Ông lão. Chị, nhìn chị hiền hậu phúc đức quá ha. Ai mà hiền hơn tôi là tôi giết người đó. Nghe chưa mày? Nghe chưa? Thạch Sùng, ngày hôm nay đúng kỳ hạn, vợ chồng ta đã đến đây để giao đấu tài sản cho người. Quy luật cũ, nếu như người thắng thì tất cả tài sản của ta sẽ thuộc về người. Còn nếu như người thua, tất cả tài sản của người sẽ phân phát cho dân nghèo. Nghe đau lòng dữ vậy? Mà sao mà thua được? Tao giàu nhất cái vùng này mà. Thôi, đấu thì đấu. Dạ, nói đầu ngay cũng thưa với anh chị đó, là nhà tôi không có gì ngoài có điều kiện. Ha, tôi chỉ có cái dòng kim cô này nè, tu luyện ở trong lò 300 năm, công dụng nó ghê gớm lắm đó. Công dụng gì hả? Mình trồng vô người mình ra phát hiện được đồ giả đó. Cái gì thấy ghê vậy? Không tin hả? Ở đây dân làng ai muốn thử không? Ý anh áo đỏ nè, thử không anh? Thử vô nè, coi 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 có gì không nè. Có gì không nè? Ê, mũi giả. Trời đất ơi là trời. Mấy dân làng này đừng manh động, không có thử đâu, tại biết là cũng giả rồi. Thấy ghê chưa? Vậy sao? Mà ủa vợ sao vậy? Dạ. Có bà chủ nhìn lo lo vậy bà chủ. Đâu sao có lo? Trời. Sao vậy? Mũi thiệt cầm thiệt mà chồng. À. Không có gì phải lo lắng cả. À. Không sợ gì cả. À. Không sợ mà run. À, yeah. Bất tỉnh. Không sao, có chồng đây đừng có sợ gì cả. Đúng rồi. Bây giờ nếu như nói cái giọng đó hay thì sự. Ê, ra thử đi. Chuẩn bị. Ủa, mày giả chỗ nào? Mới đặt giải năm ngoái lấy tiền sửa văn. Thấy công dụng nó ghê gớm chưa? Đừng có chưa tin đâu, ghê gớm. Ê mày lên thử luôn đi. Lên đây. Thử đi không có sao đâu. Cái thằng mỏ mày lanh lắm vậy mày. Ê, 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 mày giả khúc nào? Cái gì vậy, mấy chục năm trời sao mày giả trời? Chứ đâu ra cái giọng này ghê thì tôi ngồi vậy mà cũng tới được luôn á hả? Mày rảnh không? Mày rảnh không? Ta mỏi, ta ngồi chút xíu. Mày nhảm vừa thôi. Kể từ giờ phút này mày là nhân vật phản diện của tao nha. Dạ. Bước vô trong. Dạ. Bước vô trong đi. Không có làm ăn được gì cả. Vợ chồng anh ai dám thử? Đương nhiên là vợ tao. Vợ là vợ thương chồng, vợ nể chồng, cho nên là vợ muốn chồng làm trước. Ủa sao kỳ vậy, có sao đâu, vợ chồng mà ai trước cũng được, vợ lên trước đi. Nhưng mà chồng cứ làm trước đi rồi tới vợ.
À vậy à, thôi được rồi, theo cái lời sao vợ gì tao cũng vợ mà. Ừ, lo tao gì? Sẽ lên trước. Ủa vậy chưa chồng mà thôi âm thanh dữ vậy ta. Cái giọng bị mát rồi nè. Ta thử là mày cười giả mày về luôn đi. À chị hả? Thôi được rồi, ta đã xong rồi, vợ thử đi vợ. Đau, đau bụng chồng ơi. Sao? Bây giờ có đau bụng như thế nào cũng phải thử. Đúng rồi. Sao đổ mồ hôi quá vậy? Ừ. Chẳng em đổ mồ hôi đó cơ. Thế thì thử đi vợ. Thử thôi, có gì đâu sợ. Không sợ. Sao mặt xanh chành vậy? Xanh đâu, tại nãy nó quên đánh má hồng. À. Rồi, thử nghe. Gì? Đã nói rồi đừng bao giờ mua đồ cho vợ. Tao nói cái áo giả mà cứ có mua à. Chồng biết rồi, mai mốt mua áo xịn xịn cho vợ nghe. Rồi. Ai trọng tài bước ra đây. Rồi bây giờ vậy. Ừ. Bên của Thạch Sùng đã có cái dòng càng khôn. Còn bên đại gia giàu có cái gì? Có sao không có. Có cái một gì? Mũ bối rất là lợi hại. Đó chính là sợi dây thần cái. À trôi qua trôi qua. À trôi qua trôi qua. Ê sao hay vậy? Mày rõ đồng pin mày lố quá mày. Mày trời mà mày lộ liễu à. Đây nó phát hiện à. Nhưng mà đây sợi dây thần kỳ thật sự. Thần, à, thần kỳ à. Được là mình thắt cổ mình chết luôn thắt à. Cổ mày à, thắt cổ mày chết á. Mày không có đây là sợi dây kéo co. Nếu mà ai nắm trong tay sợi dây này thì người đó có sức mạnh vô biên. Sẽ chấp hết, tin không? Không tin mày. Không tin thì thử đi. Rồi thử đi. Qua đây. Họ kéo cho nó căng ra. Rồi. Tôi ở đâu? Qua bên kia luôn. Tay đâu nắm kéo. Ôm mọi người vô. Động viên. Dạ, làm sao tài đi. Đóng trống tay ra. Một. Hai. Ba. Ba. Yeah. Đó, chồng thua rồi đó. Tém cắm đầu luôn vậy. À, sao lại kỳ như vậy hả? Thân kỳ chỗ nào? À, ta nhớ rồi. Thân kỳ ở chỗ là sợi dây chỉ có tác dụng đối phụ nữ thôi. Là vợ đó. Phải rồi. Vô thử đi vợ. Chấp chồng bên đó luôn. À, cam chuẩn bị đi nè. Rồi chưa vợ? Rồi. Ráng lên vợ ơi. Một. Hai. Ba. Rồi. Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ ở chỗ là bây giờ một mình thằng này chấp nguyên đám mình mới thần kỳ. Rồi, à. Tao chấp hết nè. Qua kia. Chuẩn bị nha. Lần này ông thua chắc. Một. Hai. Ba. Bây giờ tôi tính đi nè. Có nghĩa là đầu tiên là bà bỏ ra 30% sức thôi. Tôi là tôi bỏ ra 20%. Còn ông á, ông là cái chiêu cuối cùng là ông mới dùng tới 100% sức lực. Cái chiến thuật của mình đó là gì? Giờ người ta đây tính chiến thuật mà. Chiến thuật đầu bài thua rồi. Ta đang bàn chiến thuật mà vô kéo chi cho nhanh vậy? Phải phụ làm đi chứ. Thần kỳ chỗ nào? Thần kỳ là nếu đông mới thắng được, một mình nó là thua đó. À đúng rồi, thần kỳ vậy á. Thôi đơn giản á. Trời ơi, cái báo giật gì kỳ cục vậy trời. Thôi bây giờ làm sao, còn gì để đấu tiếp nữa không? Thôi được rồi, bây giờ tôi quyết định như nè. Tôi sẽ ra đề. Bởi vì sao? Bên Thạch Sùng thì quá giàu, cái gì cũng có. Bên Đại Gia giàu, cái gì cũng có. Còn tôi có một món, tôi đảm bảo hai nhà không ai có hết. Món gì? Đó chính là cái mẻ kho. Đây. Mày đưa tao cầm sao? Mày ra trước mày thị phạm luôn đi chứ. Rồi. Rồi, cái mẻ kho đặt ở dưới đây nè. Đó. Mày nói nghĩ đi. Mày rảnh lắm thì mày đứng ra đi, ông tách ra đi. Ông nói mày làm. Okay. Mày buông chi rồi mày không làm được. Mày cũng khoái ơn ta lắm. Đây là cái mẻ kho đặt ở đây. Tôi đếm 1, 2, 3. Ai mà người cầm nó đầu tiên thì nhà đó chắc chắn sẽ thắng. Vô. Chồng lấy thế hay là đi giật con hồn? Kỳ vậy? Ta là con hồn mà nhà nhà cũng phải tàn nửa cây mới giật. Nó chưa nói. Nó có chữ chiến thắng, mày gần cái chữ thắng là tụi bắt đầu rồi. Ta phải đến 1, 2, 3 rồi mới giật chứ. Thí sinh mệt rồi nghe. Để khoan. Tao bảo mệt rồi đó. Mệt chứ. Đà mày nói chữ bắt đầu để tao nghe, tao lấy nè. Kéo kéo hơi lên từ từ. Từ từ rồi ơi. Xong. Đó. Ê. Mày nói chữ bắt đầu chưa? Mày chưa nói hả? Sao mày chưa nói mày ơi? Đó rồi, bà lẳng tay đó.
Thôi, lỗ tay bà điếc rồi, bà lẳng tai bà không nghe nó nói rồi. Ê, mày nói vậy là mày bậy rồi đó. Bậy gì? Mày nhỏ mà mày nói tao điếc là mày hổn á. Nhỏ bà con đâu có râu bằng tôi đâu, mày nói tôi nhỏ bằng bà. Ủa tao trời, tao đàn bà mà tao có râu gì? Râu gì? Cạp nát bà giờ mà tin không? Cạp cái gì thì đúng rồi, cái hầm mỏ của mày vậy mày cạp tao là phải rồi. Nè nè nè, mày muốn ăn nó hàm hồ nha. Mày tưởng bà hàm hương hắn nói hàm hồ vừa thôi. Là hàm hồ chứ đâu bằng hàm răng hô của mày. Tao nói cho mày biết nha, mày không có nghe người ta nói hả? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dù gì mày cũng coi tao là mẹ của mày chứ. Ủa? Nè, bà đẻ hay nào đó tôi con của bà ta nè. Nè, không biết chuyện mà nữa. Bà không nói nhìn mặt cái hôm mày không nè, không nhìn mặt nữa nha. Nè, cái tôi sợ bà. Trời ơi, chỉ không nhìn mặt nữa. Tôi luôn không nhìn mặt bà nữa nha. Nè, nghe đi, lên đi. Lên đây chửi lại từ đầu ra một. Từ đầu gì nè. Bà đó, cái đứa không có bằng cấp gì hết, chửi lộn như ta. Bằng cấp loại của mày á, loại của mày là cái loại vô học á. Không, tao nè, đừng có vô cô đẻ nha. Tao thắng, gì kì vậy? Hay quá, dạ, tôi thắng rồi. Vậy là ông đã thua rồi nha. Không, tao không thua. Tao không thể mất hết tài sản được. Tao không thua. Tao phải là người chiến thắng. Đây, đây nè, đây nè. Cái gì vậy? Cái mẹ con của người ta mà tự nhiên giật. Tao mới là người chiến thắng. Tao phải có được cái mẹ kho. Tao không thể mất được tất cả. Tao là người chiến thắng. Cuối cùng Thạch Sùng cũng là người chiến thắng. Ý hình như nó biến thành Thạch Tùng rồi. Ý nó biến thành Thạch Tùng rồi. Sao vậy? Tại sao? Tại sao Thạch Tùng có mẹ kho, có tất cả, mà vẫn mới biến thành Thạch Tùng? Ông có tất cả mọi thứ, nhưng mà một điều cơ bản nhất ông không bao giờ có được. Tư duy. Đó chính là tình yêu thương của tất cả mọi người. Thương tôi đi, thương tôi đi. Ghê quá, ghê quá, ghê quá, trời ơi. Thương tôi đi. Đi thôi trời ơi, đi thôi trời ơi. Thương tôi đi. Thương tôi đi. Thương tôi đi. Thì chưa nghĩ chắc từ một đứa bé cũng biết cái chi tiết ngày hôm nay em làm cho cái kịch bản này, chị lại thấy thú vị nhất là cái phần em bán gạo á, mà em bán theo cái thứ họ của họ làm cho chị cảm thấy nó vui, thấy nó hay, cho nên là không có thấy được cái sự mà em ác tâm. Thành ra là khi mà em bị trả báo á, nó tội quá. Nếu mà vậy đó thì em với chị Lê Giang phải là biến thành hai cái gì đó mà nó phải chửi nhau luôn mới được, tại vì chị Lê Giang cái dữ quá, hiểu không? Tới nỗi mà chị hào hứng tới mức nỗi mà chị lên tới đây luôn, chị còn kêu quất luôn đi chế. À, có nghĩa là chị Lê Giang chị cuồn cuộn cái lửa.
thì bên đặt cạnh đó chị lại sợ cho dữ á. Có nghĩa là khi em đơn thân độc mã mà không có dính đến cái chuyện mà xảo ngôn của em, dùng tính từ ngữ nhiều của em, dính về cái phần kỹ thuật biểu diễn nhiều một chút, thì Minh Dự sẽ bị né, bị chờ chị Giang. Tại vì chị Lê Giang, chị diễn sân khấu rất là lâu, chị diễn kịch dài cho nên kinh nghiệm chị rất là nhiều. Chị hỗ trợ cho em mà, thì cho chị vô cái nào đó mà chị có thể phô một chút xíu cái giọng về cải lương của chị ha, có thể chị đối đáp lại để chị không phải đeo cái vòng đó để em thua chặn một. Ai cũng biết cái mẻ kho là của cái tích này rồi, thì em phải làm cho cái sự bất ngờ, chứ em lại đi đúng theo cái trình tự như vậy. Thí dụ như là em nhờ Lâm hay là anh Hương, em cũng phải có cái hướng của em. Chứ còn nếu mà em lép hơn người ta đó thì cái da em sẽ bị lép. Em bị đàn áp quá, không có thấy em ác, không có thấy em keo kiệt. Cái dạng thằng Sùng này là keo kiệt. Ác thì không ác lắm nhưng mà phải keo kiệt. Hồi nãy cái lớp sau rồi hoàn toàn không thấy gì hết. Làm sao em xoay trở được cái tình huống, em thấy mạnh hơn thì em mới thành công được. Ngày hôm nay thì anh đã thấy được một Minh Dự rất là bình tĩnh, Dự đã có một cái sự chủ động ở bản thân mình rồi. Và ngày hôm nay khi mà Dự xuất hiện với một cái phong thái như vậy thì anh đã tin rằng là Dự đã lấy lại được cái sự an nhiên cho mình khi bước lên sân khấu này. Không cần phải quá áp lực một cái vấn đề gì cả, cứ thoải mái và thể hiện hết tất cả những gì mình có. Và cái vòng này cũng là cái vòng mà Dự cũng có từng tâm sự với anh là Dự không muốn bản thân mình phải đóng khung. Dự muốn thử thách mình ở trong cái vai Thạch Sùng và thể hiện một cái vai phản diện một cách đậm nhất có thể. Có nhiều thứ xảy ra trên sân khấu mà mình cũng không thể nào lường trước được. Nhưng đối với anh thì Dự đã lấy lại cái sự tự tin của mình trong cái tiểu phẩm này. Giống như chị Việt Hương từng nói là em đã từng hoang mang với những kịch bản khác. Và với kịch bản này chị thấy được cái sự chấp nhận hết của em. Đây cũng là một cái điều rất hay của diễn viên khi mà bước lên sân khấu. Bởi vì mình chấp nhận hết rủi ro. Đây là một cái gọi là bản lĩnh. Và cái bản lĩnh này em phải phát huy để mà mình có thể tốt hơn. Dự phải tự tin hơn, em làm được hết á. Loa đây, loa đây, loa đây. Có chăng à. Trời đất ơi, tôi mới giỡn thôi đó. Đi ra đây. Sắp tới giờ tới lễ cho chằng, đêm qua do nhà họ Lý đảm nhiệm. Ai có việc thì làm cho lẹ, ai không có việc thì về nhà sớm. Nhớ khóa cửa tắt đèn, đóng đèn đi ngủ. Còn ai đang ngồi coi kịch thì ngồi đó mà coi, nhớ vỗ tay. Trời ơi, mỗi năm nha là làng mình phải cử một người đi canh miếu chằng. Nói canh vậy thôi chứ thực ra là cho con chằng ăn thịt. Tôi nghĩ là lượt này con bà Lý chết chắc. Chết rồi chứ chết chắc cái gì nữa. Mà rốt cuộc là nhà họ Lý nào? Trời ơi, à, nhà họ Lý là nhà của hai mẹ con bán rượu lậu đó. À, Lý Thông. Ê. Vào đi buôn rượu tiếp đi. Hey, Thông xin chào cả nhà. Hôm nay Thông xin giới thiệu với cả nhà rượu gia truyền nhà Lý Thông như thế này đây. Hey, cả nhà chỉ cần mỗi ngày uống vào một lóng tay như thế này đây. Làm giới uống vào thì cường dương bổ khỏe, mà lữ giới uống vào sức khỏe tràn trề. Uống một giọt xinh đẹp đầm thắm, hai giọt ai cũng ngắm nhìn. Yeah, nè, nè. Trời ơi, uống rượu mà làm như là xài kem trộn, uống cái đẹp liền trời. Ê, cái con bán kem sọt bất lộn sọt nha. Tao nói cho mày biết, mày biết 1 mà không biết 2, biết 3 mà không biết 4, biết 5 mà không biết 6, biết 7 mà không biết 8, biết 9 mà không biết 10, biết người mà không biết ta, biết xa mà không biết gần, biết mình mà không biết hưởng, ngu không thể tưởng. Thôi đừng có chửi nó, trời ơi, tiền ăn còn không có nữa đó, đâu tiền mua rượu uống. Còn mày nữa, thế mày không nghe người ta nói à? Rượu từ gạo mà ra, ta đây uống rượu như là ăn cơm. Thôi đi anh ơi, trời ơi, trời ơi, rượu nhà anh là rượu pha xăng, pha dầu, rượu gì đâu mà. Mày ơi, ôi trời, dẫn tao đi làm kiếm đi. Trời ơi, tao nói cho mày biết nha. Mày đồng với ai được chứ đừng đồng với rượu nhà tao nha. Ê mày ơi, sao ông Lý Thông nó hung dữ quá vậy? Trời ơi, trời, mày chưa gặp mẹ nó đó, gặp mẹ nó mẹ dữ hơn á trời ơi. Đây, này, tao cấm cấm nha. Cấm nhắc tới mẹ của tao. Bà ấy chưa thác mà thiêng lắm. Ai vừa nhắc đến em đây? Ôi ra rồi kìa. Dạ mẹ à.
thân mẹ của Lý Thông xin gửi lời chào trân trọng và lòng nhiệt nhất đến tất cả bà con có mặt hôm nay ạ. Ôi con của mẹ. Mẹ của con. Hôm nay con xinh quá. Hôm nay mẹ đẹp quá. Hôm nay con xinh ghê. Hôm nay mẹ xinh ghê. Hôm nay con đẹp thật. Hôm nay mẹ đẹp thật. Tới mai luôn ạ. Chị bảo mai con vẫn đẹp. Tới mai mẹ vẫn xinh. Bất cợt. Hết kịch mẹ con ta vẫn xinh. Mẹ con ta đẹp trường tồn. Ê ê ê, tôi nhớ là mẹ thật xanh phải già xấu lắm mà sao bà này còn trẻ quá kìa. Eo ơi, nhầm to nha. Ủa sao vậy? Mẹ tôi nhìn bề ngoài sáng láng mà nội thất trắng trường. Tất nhiên mà. Thôi rồi. Con ạ. Dạ. Sao trước mặt nhiều người con dìm mẹ thế con? Eo ơi, mẹ điều vừa thôi. Thân hình mẹ như thế làm sao con dìm cho được. Dạ. Ra đây. Dạ con. Anh chị thấy đấy, con em xinh thế đấy, đẹp thế đấy. Chứ mà phải giật sập hết cái mặt của nó. Nó xây lại đấy, mới được như thế. Trời ơi, bởi vì nghi lắm mà. Mấy cái người đóng giá ác á, là phải xấu dữ lắm. Lý Thông này nó đi sửa, bởi vì nó mới đẹp được. Đôi đâu? Đôi nào đó tao ăn? Mày đố kỵ à? Mày! Mẹ ơi, ra số ký này. Có cần đây. Rất hân hạnh được đón tiếp. Có luôn hả? Có. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Chào cân. Rất hân hạnh được đón tiếp mẹ Lý Thông. Chiều cao 1m60 nhâm, nặng 201 kg, thân hình hơi thừa cân một tí. Này, cái chị Google kia, mày có tin tao tát một phát là mày tan nát không hả? Ai thừa cân? Em hơi nhầm một tí, mẹ Lý Thông thân hình như ý. À hi hi, đồ. Đồ gì? Như ý. Ai đấy, 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 là thế mới được. Tao chấp hết tụi mày đấy. Không lẽ mình đây đi, lên đi. Một con làm chẳng nên non, ba con chụp lại vẫn còn thiếu cân. Trời ơi, cái con gì đó mà. Trời ơi, nịnh hả mày? Này mày nói cho tụi nó biết đi. Không nịnh bị đập sau. À hi hi, đồ ngốc. Ủa anh ơi, em nghe nói là sắp tới đây á, gia đình anh đi canh miếu chằn á, sao giờ này anh còn ở đây vợ? Tao nói cho mày biết nhá, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, chuyện đấy là mẹ con tao tự giải quyết. Phăng ngay cho bố nhờ. Cút đây 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 gì? Việc mẹ bảo mày, mày làm đến đâu rồi? Em ơi, con làm hết rồi mẹ. Một tay con lo đấy. Thằng thầy xanh, mặt nó thông minh, ôi dê ơi, mặt nó đẹp này, nhưng mà nó đần mẹ. Con nói một câu là nó làm phăng phắc. Không tin à? Không. Thạch xanh. Dạ. Ê, rồi. Mày giết anh à mày à? Dạ mẹ, em đang chạy ngủi. Không sao. Này, nói thật với em nhá, là hôm nay là đến phiên nhà chúng ta là canh miếu chàng, nhưng mà anh phải bận đi giao rượu gia truyền nhà Lý Thông như thế này đây. Nên không có đi canh được. Em thay anh nhá. Mà không đi giao rượu á là không có tiền mà lo than thuốc cho mẹ già đau ốm. Ốm đấy mẹ. Đấy, ốm nặng lắm em ạ. Em ơi giúp anh nhá. Dạ vậy thì anh cứ ở nhà đi, để em đi canh miếu chằn cho. Anh nhớ lo cho mẹ nha. Ừ, như thế thì tốt quá. Dạ. Em đi đi em. Dạ em đi nha. Đi đi em. Thạch xanh con. Dạ. Trước khi đi con cho mẹ ôm con một cái nào. Dạ được. Ôi. Mẹ ơi. Ôi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Đi đi em ơi, đi đi em ơi. Con đi nha mẹ. Con đi nha. Mẹ đi. Em đi nha. Đi đi. Ê đi đi nha. Con chàng nó đang chờ em đấy. Ôi trời ơi mẹ ơi. Thằng Thạch Xanh. Sao mẹ? Nó Khôi Ngô Tuấn Tú. Ôi Thạch Xanh ơi, chàng chết với tôi à. Con khỉ. Heo ơi, người ta dùng cây nhát khỉ, mẹ tôi dùng cây chết luôn con khỉ. Ê, mẹ ơi, nó vẫn còn ngáp ngáp này. Em ơi, thôi mày chết luôn đi. Mẹ ơi, em nói cho mẹ nghe này. Đi đây. Mình già rồi. Vâng. Mình ước mơ cái gì cho nó đàng hoàng tí. Ước mơ gì ước mơ, lấy máy bay đi. Ôi, biết sao mẹ mày già mà còn có ước mơ. Còn hơn mày. Còn thế nào? Thanh niên dai dáng mà chả có ước mơ nào. Ai bảo? Con nói cho mẹ biết nha. Con cũng có giấc mơ đấy.
Khi nào? Đêm qua này, con vừa nằm mơ. Trong giấc mơ của con, eo ơi, con là một siêu anh hùng. Con vào hang Trằng, con giết Trằng, con cứu công chúa mẹ. Ô thế á? Nhưng mà con, khi con vừa bước vào ấy, cái điều con thấy đầu tiên là gì con? Là công chúa nhậu như một con điên. Vui quá, vui quá. Cái gì vậy? Công chúa đâu? Công chúa đâu? Công chúa đâu? Ta nè. Công chúa đâu? Ta nè. Công chúa đâu? Ta nè. Lấy gì làm tin? Ta là công chúa. Ta tin rồi. Gì vậy? Thôi ta không về đâu. Ui, này, tôi vào đây là cứu công chúa, không về là sao? Thôi ở đây vui hơn à. Ở hoàng cung á, ta không có được bay nhảy. Ở đây ta tha hồ bay nhảy, tha hồ quậy phá. Eo ơi, con chàng nó về đây nó môi ruột bây giờ. Chàng thương ta lắm, ta muốn cái gì chàng cũng mua cho ta hết á. Này, không khéo là ưng nó luôn đi, rồi làm cái mâm cỗ đó là ra mắt quan viên hai họ. Chưa có chịu, ta chưa có chịu chàng. Ủa là sao? Tại vì á, ta vẫn chưa xác định được giới tính của chàng. Nó là thế nào? Nó mơ hồ lắm. 246 á, thì nó là chàng trai năm ấy. Còn 357 á, thì nó là cô gái đến từ hôm qua. Thế còn chủ nhân? Lạc giới. Cuộc đời nó như ba cuốn phim buồn ấy à. Eo ơi, thế là hoang mang quá. Hoang mang. Thế bây giờ mình làm như thế nào nhỉ? Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay chủ nhật. Eo ơi, thế là lạc giới à? Ừ, làm sao? Ôi, chăng về, chăng về. Chăng về, làm sao suy nghĩ đi. Hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật. Lạc giới. Lạc giới. Hân sâu hồn bướm. Ừ. Biết rồi. Sao? Đây đây, bây giờ công chúa cho con mượn áo đi. Này. Mượn áo hả? Rồi. Mọi chuyện cứ để thần lo nha. Công chúa, ta về rồi nè. Công chúa ơi, công chúa đâu rồi? Công chúa, trời ơi, công chúa đó, trời ơi. Cứu. Cứu. Không làm thế hả? Tại ăn thịt tao luôn đi. Ta nhớ chứ bộ. Nhớ hả? Nhớ nhưng mà nhớ theo kiểu nào nè. Có hai đáp án. A, chàng nhớ công chúa. B, công chúa nhớ chàng. Ê, ví dụ có đáp án C được không? Đáp án C là gì? Là Thí Dân nhớ Thí Kiều á. Ta chọn C. Trời, biết ngay mà. Sao hôm nay cứ lấy cái tay che cái mặt hoài vậy? Hôm nay em bị nổi mụn, em mắc tự tin. Ủa, bị nổi mụn? Dạ. Bị nổi mụn là phải ăn trái cây mát. Ăn gì vậy chàng? Sầu riêng nè, trái dải, nhãn. Còn trái nào mát hơn không? Món cuối cực mát. Món gì vậy? Lẩu Thái. Thái? Em không chịu hấp lẩu Thái đâu. Trời ơi, không chịu. Ủa, sao hôm nay cái tai của nàng to thế? Tai của em to để nghe giọng chàng rõ hơn á. Tôi nói cánh tai đó bà. Ông nói gã gì hết trơn. Tay dài hả? Tay dài để người ta nựng chằng á. Tôi nhận nó nựng ta luôn hả? Trời ơi, dế con nựng cái này nè. Anh nhận ta nữa thì trời. Nựng cái nữa nè. Nựng nữa luôn kìa. Nựng cái nữa nè. Anh nhận luôn kìa. Đâu như vậy? Cái con làm tới hả? Ăn thịt tao luôn đi. Xin lỗi mà. Xin lỗi mà. Sao hôm nay người nàng nghe mùi rượu? Thiếp pha rượu đi, đãi chàng á. Vậy hả? Đúng rồi. Rượu rượu gì vậy? Người đâu? Lấy rượu. Rượu gì vậy? Dạ có hai loại rượu. Đó là rượu 92 với rượu 95. Trời ơi, chẳng có rượu nào. Rượu mà như xăng vậy? Trời, vậy đó nó mới
mạnh mẽ. Rồi 92 là rượu gì? Rượu 92 là do ông Chín với bà Hai nấu á. Vậy là tao biết rồi. Rượu 95 là do ông Chín với bà Năm nấu nè. Bậy rồi. Rượu 95 là nấu năm 1995 mà. Ta bỏ nó qua luôn đi. Dạ. Ta muốn uống rượu. Dạ, uống cái nào nè? Ta muốn uống rượu pha nè. Trời ơi, mạnh dữ. Thôi được rồi, thích thì chiều. Rồi. Quay quay mặt bên kia đi. Đã không chàng? Ta rất còn tỉnh. Quỷ à. Ê tỉnh đi. Tỉnh dậy. Công chúa ơi. Về đi. Đứng lại Lý Thông. Ơ dạ Lý Thông gì đâu đây? Đây cái công chúa là anh Lý Thông. Ngươi tưởng qua mặt được ta hả? Ta bắt công chúa là để ngươi vô đây. Ta sẽ giết ngươi. Làm cái gì mà giết ta? Nhớ năm xưa, ngươi bán rượu cho một người lái xe bò mà ổng không uống, ổng cho con bò ổng uống. Thế là con bò sai, nó chạy với vận tốc 200 km/h, đã tông chết vợ của ta là Trần Thị Tinh trên đường cao tốc. Eo ơi, thế phục anh năm xưa là vợ của ngươi à? Đúng, hôm nay ngươi phải chết. Xem đây, các con xuất chiến. Lên đi. Đánh đi. Đánh nè, chạy. Ừ. Đánh nó con, nhào vô. Đánh nè. Đừng mà trời ơi, xin tha mạng. Xin Lý Thông tha mạng. Nếu như có giết xin hãy giết tôi đi. Đừng làm hại các con của tôi. Này, tại sao người không xin là ta tha mạng luôn? Giết cái gì? Tại vì Lý Thông ác. Mà Lý Thông ác là phải giết. Eo ơi, cái này là xưa lắm rồi. Lý Thông bây giờ không còn là Lý Thông ngày xưa nữa. Hả? Lý Thông bây giờ xây cầu, đào đường, lắp giếng, ăn chay 1 tháng 15 ngày. Cho nên tao quyết định tha mạng cho ngươi và cắt con của ngươi. Nhưng ngươi phải trả công chúa cho ta. Dạ. Công chúa mau ra đây đi công chúa. Ba nè, Lý Thông. Công chúa. Giết chàng được rồi hả? Ta thu phục được chàng rồi. Ôi. Bây giờ mình về cung thôi. Về cung thôi. Ê, các con đưa công chúa về cung. Thôi, ta sẽ làm hòa mà.
giấc mơ như thế nào? Thông ơi, trong giấc mơ con anh hùng lắm con ạ. Con dũng cảm lắm con ạ. Vâng. Con cứ như soái ca ấy. Bây giờ con sẽ đi thực hiện giấc mơ của mình. Con sẽ chém chàng, con sẽ cứu công chúa, con sẽ là phò mã. Tôi đi đây. Tôi giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Bà con ơi, tôi giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Giết được chàng Tinh rồi. Thái Sinh, anh Lý Thông, em giết được chàng Tinh rồi. Em đã cứu được công chúa. Vậy có nghĩa là em sẽ trở thành phò mã. Anh yên tâm đi. Khi mà em trở thành phò mã, em sẽ cố gắng lo cho cuộc sống của hai mẹ con và sẽ lo cho gia đình chúng ta tốt hơn. Anh, cầm giùm em. Bây giờ em phải lên kinh liền. Em đi nha. Con đi nha mẹ. Lý Thông, con vừa làm gì đây? Con nó đã giết chết giấc mơ của con. Con không cho ai làm điều đấy. Con, Lý Thông mới chính là phò mã. Con mới chính là phò mã. Lý Thông, Lý Thông, Lý Thông. Nhưng còn là Trăn thì sao? Chính nó, nó là người đã nuôi con chàng này. Nó phải đáng tội chết. Tôi, Lý Thông chính thức sẽ làm phò mã. Và xin chúc mừng cho thí sinh Võ Tấn Thái đã hoàn thành xong phần thi của mình với tiết mục Thạch Sanh Ngoại Truyện. Để làm một cái nhân vật phản diện nó rất là khó. Để mà có cái tiết tấu tốt như vậy thì tụi em tập rất là nhiều. Và thể lực em phải rất là tốt. Tại vì em đấu với lại ba cái con lân kia không phải là chuyện bình thường để một người lên sân khấu. Nhưng mà chị nghĩ là em hơi bị tham. Cái kịch Bắc thì nó nhấn vào ngôn ngữ hơn và nó hơi vẽ kiêu sa và mờ hơn, nó chậm rãi. Còn kịch miền Nam của mình á, nó hơi gọi là tiết tấu hơn, văn từ nhanh gọn hơn. Thì em dùng cái tiếng Bắc ở trong đây nó hơi khó cho em á, là quá nhanh và quá tham hay sử dụng những miếng lặt vặt, nó chả dính gì tới cái con Trần và Lý Thông. Cho nên hãy cẩn thận, lúc nào chị cũng nói với Phát là em là cái người tố chất nhất ở trong cái nhóm Triển Vọng. Nhưng mà càng ngày càng tham thì làm cho tiết mục mình nó bị giãn cái tiết tấu ra. Khi giãn tiết tấu em lấy lại rất là khó. Và chị sợ cái cốt truyện cũ là cầm cái đầu con Trần về rồi hô hào. Đó, chị sợ cái đó. Thì em đã giải quyết cái chỗ này, chị chưa có đã lắm. Anh thì rất thích em diễn. Cảm ơn. Nhưng mà mỗi một cái vai đọc, một cái vai về phản diện thì nó có một cái nét riêng của nó. Không có cái vai nào mà giống vai nào hết. Nhưng mà tùy theo cách của người diễn viên nó diễn thôi. Em thì diễn tốt nhưng mà cái này pha hài ít quá. Nó cái những cái hài chưa có chặt được. Với có những cái xung quanh nó bị làm phụ nhiều quá, nó bị rời rạc đi. Nếu em muốn làm cái chuyện này thì phải nghiên cứu lại cái vai Lý Thông. Nó phải đậm nét hơn chút xíu, hài hơn chút xíu. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ Bảo Trung ạ. Nghệ sĩ Bảo Trung thì thích thí sinh Tấn Phát diễn. Em cũng thích thí sinh Tấn Phát diễn. Mà ngoài thí sinh Tấn Phát ra, em còn thích nghệ sĩ Bảo Trung diễn. Dạ, đã lâu lắm rồi, từ thời xa xưa. Em có coi những cái băng đĩa của anh. Dạ, mỗi lần mà bỏ vô mà bấm nút một cái là Bảo Trung, Bảo Trung, Bảo Trung cười. Dạ. Để anh nói về cái tiếng cười đó. Dạ. Ngày xưa anh lên từ dây phản diện. Dạ. Anh hát cho em trưởng ấp mà ông ác ôn. Nhưng mà anh nhờ cái vai đó mà anh lên, tại vì anh cười đó. Cái tiếng cười đó mới đang sâu vào lòng người ta đó. Tại sao lại anh lại nghĩ cái tiếng cười đó? Nó tại vì mình dê. Nhiều người ta dê, người ta không có cười. Còn thí dụ như anh gặp em vuốt là cười là đạo lộ. Thế Tiên, Bá Khánh, Thu Như, kỹ thuật lồng tiếng Thanh Giang, Bánh Bèo với sự tham gia của các diễn viên Âu Dương Tuấn Anh, Âu Dương Tuấn Dũng, Âu Dương Lạc Hoàng Long, Âu Dương Quốc Khánh, Âu Dương Lê Nghĩa, Âu Dương Di Dương và một số loại Âu Dương khác. Hey! Hey! Khí tụ đang điền, âm dương hòa hợp, long lân quy phụng, bụng thiên thừa dẫn, dẫn hóa mất khôn, thăng thiên. Hey!
Hey. Đi vô rồi lấy cái gì mà diễn hả? À, xin lỗi hiền đệ. Hey. Sao quên? Quên quả là bậc kỳ tài đó. Nói cho hiền đệ biết, võ công của ta đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Và bây giờ ta sẽ đi đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để kiếm cho bằng được quyển bí kíp, và từ đó ta sẽ trở thành bá chủ võ lâm. Đứng lại, sư phụ. Tại sao ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tại sao người không bao giờ nghe lời ta, người lại đi xuống núi đó hả? Dạ thưa sư phụ, Mai Siêu Phong. Ê, Mai Siêu Phong chính là bà nội của ta. Cha ta là Mai Siêu Xe, còn ta là Mai Siêu Âm. Người có biết cái cây này là cây gì không? Ấy dạ, cái cây gì vậy hả? Cái cây này là cái cây siêu âm. Ra. Chết cha, chim gan siêu gì bê. Ấy dạ sư phụ ơi, đừng có tào lao nữa. Ta nói người không được cãi. Ấy dạ. Ta nói sai người phải cãi. Ai bây giờ cãi hay không cãi? Người phải có chính kiến của mình chứ. Mất dạy. Không phải. Ôi sư dạ. Phụ, có cái con muỗi nó dính trên mặt sư phụ nè. À vậy thì được. À, cảm ơn muỗi nha, giờ mày cũng có cơ hội đánh ổng. Cái gì? Thưa sư phụ, tại sao sư phụ lại cấm cản con không được xuống núi chứ hả? Người nghĩ làm sao vậy? Người biết ta cấm cản người còn xuống núi nữa à? Hay là người muốn đi theo vết xe đổ của cha người? Cha người, cha ngươi là một người tự cao tự đại, tự nghĩ mình là người chí công vô tư, tự nghĩ mình là người có võ công cao cường, tự cho mình là một người có khả năng là bá chủ thiên hạ. À, rồi làm sao? Rồi cha ngươi à, thơ mộng tá, thơ mộng ơi. Hả? Bên đây nè. Rồi nghĩ làm sao? Cha ngươi cũng chết trong cô độc. Ngươi muốn đi theo con đường của cha mình đó hả? Dạ thưa sư phụ, con đã hiểu rồi, xin lỗi sư phụ. Ừ, hiểu thì tại sao đi xuống núi? Ây da, thật ra con xuống núi á là tại vì á con muốn mua cho sư phụ một cái bình nữ nhi hồng tửu này. À, đây là loại rượu mới à? Dạ loại rượu mới. Quả nhiên là cao cường. Dạ, mời sư phụ uống. Nó hơi ngộ ha. Ừ. Ăn ngon không? Ngon. À, có độc đó. Có. Cái gì vậy? Khi vận dụng võ công thì chất độc này sẽ càng phát tán rất nhanh. Ta sẽ không vận dụng võ công nữa. Không vận dụng cũng phát tán. Ta phải làm sao đây? Hoang mang cũng phát tán. Ây da sư phụ. Ây da sư phụ kêu ông cũng phát tán. Người, ta không ngờ người là một kẻ phản nghịch. Người, người đúng là kẻ phản diện. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Mày nói một cái nữa tao quýnh mày liền, tao hết máu rồi. Dạ sư phụ. Ờ, ê sư phụ. Và bây giờ đã không còn ai ngăn cản ta có thể trở thành bá chủ võ lâm. Ê à, sư huynh ạ. Sư huynh, hãy cho đệ đi cùng sư huynh. Đệ muốn trở thành minh chủ võ lâm giống như sư huynh. À! Cha, để mà huynh cũng giết. Huynh là kẻ phản diện. Bởi vì ta muốn bá chủ võ lâm chỉ có thể là một mình ta, độc cô cầu dược. À! Bây giờ đường đi tới núi Ngũ Hành Tây Ba Lô rất là xa, cho nên ta phải cần cân đổ dân cho nó nhanh. Cân đổ dân. Hey, đi thôi. Sau khi ta bị đâm nhát vào, ta đã trở thành người dẫn chuyện. Nhắc đến đây thì các bạn cũng đã thấy độc cô cầu dược đang tiến thẳng đến núi Ngũ Hành Tây Ba Lô để tìm quyển bí kíp Cửu Âm Chân Long. Hắn quyết định trở thành minh chủ võ lâm, nhưng
tại núi Ngũ Hành Tây Ba Lô. Tại đây có ba vị đại cao nhân, ba môn phái khác nhau. Họ là ai? Hãy xuất hiện đi. Thật ra môn phái mà gian danh thiên hạ đó chính là môn phái Tiếu Lâm. Và ta là con cháu thứ 18 của môn phái Tiếu Lâm, đó chính là môn phái Tiếu Nhi. Hey, mời phái tiếp theo. Xin giới thiệu, sư phụ của ta chính là môn phái Karate Đồ. Còn ta là đồ đệ của ông ấy. Ta không phải phái Karate Đồ, ta chính là phái Karaoke Ôm. Em không buồn nữa chị ơi, em không buồn nữa chị ơi. Mời phái tiếp theo. Như quý vị ai cũng biết, môn phái Nga Mi là môn phái gian danh thiên hạ. Ta là đệ tử thứ 100 của phái Nga Mi. Ta phái nói mi. Ông Huynh à, cái gì? Ở gương mặt không chút thần sắc, gắn cái gặp lông nheo đi hả? À, dạ, không cần đâu, chỉ cao kê với ôm thôi là được rồi. Ai chà, ở Huynh à, nhìn cái mặt là biết chết yểu rồi. Ở gắn gặp lông nheo tăng tuổi thọ đi. Không được đâu, thiếu nhi đâu gắn lông nheo được đâu. Ai chà, hai tụi bay ra thì rừng rừng, tao ra thì không ai tương tác, thật là nhạt nhẽo, tao không nói nữa đâu. Có nếu mà đã không ai nói như vậy thì thôi, chúng ta hãy chào nhau đi. Đúng rồi, chào nhau đi. Ây da, phái thiếu nhi xin chào phái nói mì. Phái thiếu nhi xin chào phái karaoke ngầm. Phái karaoke ôm xin được chào phái thiếu nhi và phái nói mì. Ây da, phái nói mì xin chào hai thằng. Gọn vậy, gọn vậy. Ê, nhìn đi. Cái gì? Mặt trời đã lên cao, bình minh lên rồi, gà trống đã gáy, trời sắp sáng rồi, hãy làm nhiệm vụ thường ngày đi ạ. Được. Nó có bằng chải không, có kem mà cho xin một miếng được không? Này da, tôi tự xài đi xin cái gì. Trời đất ơi, Huynh à, có thể cho mượn cái đầu nạo lưỡi được không? Ây da, kem còn xài chung được, nạo lưỡi xài chung ung thư đó ba. Ờ vậy thôi, cứ đánh kem không là được rồi. Trong lúc họ đang đánh đằng thì có một con ruồi xuất hiện. Ây da, thấy hồn. Ây da, thấy hồn. Ê, con ruồi nó chết rồi kìa. Ây da, sao mà cao thủ quá vậy hả? Ây da, thì đây là kem bạc hà, bắn vô con mắt nó cay là nó chết thôi. Ai thì nó cao thủ là cao thủ. Sau khi con ruồi này cay mắt chết thì một con ong xuất hiện. Ấy dạ, con ong nào mà để tôi nè. Thử đi. Ê trời, ai chưa kịp đánh mà nó chết rồi, ai hết tay chân ta? Người hết tay chân của phái nó mì không ai khác chính là độc cô cầu dược. Ấy trời, là ai? Là ai? Ấy dạ, các huynh đệ à, hình như là có thích khách đó. Phải rồi. Thích khách rồi kìa. Được, hãy sử dụng tiệp chiêu của phái nói mì ta. Tiệp chiêu mì dân sen. Ai mi dân sen là cái gì? Mi dân sen trong phái tao mới biết thôi, ý nghĩa là sắp hàng đó hả? Ai ai sắp hàng kìa. Dạ. Xích vô chút nữa. Ấy là cái gì? Ở chụp hình selfie đi, mới mua cây gậy nè. Chịu có đi chứ nghe. Ai da, thiệt là ê chê, hình như là mày đang chụp hình cái thằng thích khách đó. Ai da, sao mà được hả? Tấn công nó đi ta. Đâu hả Lưu Nhân, đâu hả Lưu Nhân? Thật ra tiểu nhân không phải là thích khách, tiểu nhân chỉ là một thường dân thôi. Nghe danh ba vị sư phụ này rất là lâu rồi, nên tiểu nhân muốn đến đây để thỉnh giáo và nhận làm sư phụ đó mà. À dạ, đúng là cái tên tiểu tử túi không biết lớn nhỏ là gì. Đúng rồi. Ba đại môn phái Nhi Mì đâu có đơn giản cho một tên bất tài như ngươi nhận làm đệ tử đâu đó ạ. Đúng rồi. Tiểu nhân không có bất tài đâu, tiểu nhân có một biệt tài, đó chính là siêu quyển thần tốc. Tiểu nhân có thể ngửi những đồ vật và đoán được đó là cái gì.
Ây da, ta không tin đâu. Bây giờ ta bịt mắt ngươi lại nè. Áo qua bịt mắt giùm coi nè. Ây da, cầm đi, bịt mắt giùm lại đi hả? Cầm giùm đi. Phải thử nó một cái gì mới. Thử đi, bịt mắt lại đi. Thử nó đi. Ai đúng rồi. Hỏi mình giá đi. Nếu mày thử được cái một đồng này giá bao nhiêu? À, một đồng. Ơ, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Mày nói nó đang gì vậy hả? Mình chơi cái gì mà ngu vậy hả? Đi lấy cái đồng tiền làm sao mà nó không đáng được chứ? Bây giờ đổi đi, đợi chút xíu để đi xuống vui mượn tiền cái đã. Trời, mượn tiền, có ai chưa mượn tiền cho nó đáng không đó hả? Tiền không hả? Chị này tiền nhiều quá đi hả? Có tiền mà. Nhưng mà trước khi nó lấy số tiền đây giải thích một chút xíu. Giải thích sao đây? Quý vị và các bạn, từ đây lên đây là thời của hồi xưa, từ đây lên đây là thời của hiện đại, phải nói như vậy để chút xíu nó mà công bắt bẻ tại sao tại tiền polymer đó. À đúng rồi. Hợp lý à? Hợp lý à? Hay quá, hay quá. Sẽ bóc một cái, bóc một tờ đi. Để cho công bằng cho chị Hương lựa một tờ. Một tờ. Một tờ. Đây, tất cả mọi người hãy tập trung. Hãy tập trung đi hả? Đoán đi không có được khi. 500 ngàn. Ôi da. Một tờ hả? Một tờ hả? Bóc thử một tờ nữa đi ạ. Rồi tất cả hãy tập trung. 100 ngàn. Ôi da. Không tin. Hết tiền đáng dễ rồi. Đáng cái bao thư này trong đây có bao nhiêu tiền mới về? Ây dạ, trên bao thư có ghi tên không hả? Ở cá xê diễn viên Quốc Khánh. Ây dạ, quá dễ, 90 ngàn. Ây dạ. Sai. Tại sao sai? Quốc Khánh là diễn viên hạng xê, cá xê phải 100 ngàn đó hả? Ây dạ, không trừ 10% tiền thuế thu nhập cá nhân hả? Thôi Quốc Khánh luôn. Ây dạ, tiền mà hay quá đi. Chưa đâu, tôi còn ngửi và đoán được một thứ nữa. Thứ gì? Trả tiền cho người ta đi, chưa có trả kìa. Đúng rồi, đó có thời điểm này sao có xài polymer được đâu hả? Ây da. Ây da, trả nè. Ây da, trả cái mic luôn đi, đâu có làm MC nữa đâu. Ây da, trả cho tao đi hả? Cái này mỗi còn yêu nghề nữa. Ok đi, Ây da. Thiệt là hay, thiệt là giỏi. Quả nhiên tên này có chút tài cán đó hả? Đúng rồi. Thôi được. Từ đây về sau, phái nói mì ta sẽ nhận người làm đệ tử. Ây da, ngày hôm nay là những đệ tử thật là vui, thật là ý nghĩa đó hả? Đúng rồi. Ngày ý nghĩa như vậy chúng ta phải làm gì gọi là dấu ấn đi à? Còn có cách rồi. Hay là chúng ta cắt máu ăn thề đi. Ý hay đó hả? Ây da, không được đâu, cắt máu đào thào lắm à. Nay giờ có sao đâu, cắt một giọt chứ đâu phải là cắt một lít đâu mà sợ. Bây giờ đứa nào mà không làm đó, trời chu đất diệt. Cắt một giọt đi. Cắt một lít đó hả? Đang đưa anh đi trong chiều vắng. Gọi tên anh không gian âm u. Có nên cắt không đó hả? Lỡ hứa rồi. Trời chu đất diệt đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Chuẩn bị hung khí sẵn luôn rồi. Cái đệ tử à, sư phụ bị máu không đông, cắt một cái là ra 3 lít luôn đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Sư phụ bị báo chó uống vô là sủa gâu gâu đó. Sư phụ à, cho một lít máu đi. Không có lấy máu sư phụ được đâu. Tại sao vậy? Sư phụ bị loãng xương. Sư phụ à, xương thì có liên quan gì đến máu? Tôi không nghe người ta nói sao? Nói cái gì? Đồng tiền xương máu đó. Các sư phụ thật là nhát gan. Hãy xem cô đây. Ây da, con cắt rồi kìa. Trời đất ơi, nó thiệt là dũng cảm đó. Không lẽ ba đứa mình phải chịu thua nó hay sao? Ây da, Quỳnh nói vậy là sao hả? Ây da, nó mày chém nó hả? Ây da, nó nghe nè. Cái gì vậy? Đủ máu rồi, chúng ta uống ăn thề rồi. Còn khỏi uống ăn thề thì mở nhà hàng tiết canh luôn đi hả? Dạ hả? Đủ máu rồi các sư phụ à. Làm ngay tức là uống máu ăn thề đi. Dạ. Ây da, máu mà mày xối giống người tưới cây vậy hả? Cái sơ đầu tiên là phải cúng đất đai đó mà. Dẹp đi. Cái trò gì mà hiến máu thiếu nhân đạo. Không chơi nữa đâu. Đúng rồi. Bây giờ cái trò nào mà không mất máu mà thể hiện cái tình sư phụ thấm thiết được không ạ? Đúng rồi. Cái trò gì đây? Có cách rồi. Bây giờ chúng ta sẽ uống rượu ăn thề đi. Cũng được. Ây da, xin giới thiệu với ba sư phụ. Đây là một bình rượu của con. Bình rượu này được mang tên là Nữ Nhi Hồng Tử. Sao lại gọi nó là Nữ Nhi Hồng Tử? Tức là bình rượu này được một nữ nhi tên Hồng rốn vô cái tủ ngâm 7-7-49 ngày mới ra được cái bình rượu. Mời sư phụ uống à. Nó không được đâu. Phải nói mì ta uống rượu là rụng lông mì đó. Ai uống đi. Mời sư phụ. Đây à, từ xưa tới giờ ta sống rất là đành mạnh. Chỉ có cao kê không uống rượu đâu, lành mạnh lắm. Sư phụ à, uống đi. Ngày à, tao thiếu gì mà sống rượu được hả? Em chưa 18 đó mà. Các sư phụ thật là nhát quá. Bây giờ uống thử trước đi. Con sẽ uống trước bình rượu này.
Ây da, xuống được mà. Ê, có cái mùi gì không vậy? À, có mùi nhang khói. Chắc là bình rượu này được ngâm ở trong cái tủ thờ đó. Ây da, ai ngâm rượu trong tủ thờ đây ba? Mùi gì vậy? À, có mùi lông não chắc trong tủ quần áo rồi. Không phải lông não đâu, mùi tôm tịch hình như là trong tủ lạnh đó. Ừ, vậy hả? Thử coi. Ây da, cái này nghe mùi cạch bò chắc ở trong tủ sắt rồi hả? À, được, à, là, được. À, hết luôn rồi. Ây da, các sư phụ ơi, có khi nào chúng ta uống bình rượu này xong tất cả chúng ta sẽ xỉn không hả? Ây da, làm gì có gì đó. Ây da, đệ tử có trò này vui lắm nè. Nó chơi cái gì vui? Chơi rất là vui, gọi là chơi dại đó mà. Ây da, uống rượu xỉn chơi dại là chơi như thế nào đó hả? À, bây giờ lấy một cái mền ha, chùm đầu chúng ta lại, xong rồi từng người đánh cái đón coi là ai. Ây da, cái trò gì vậy? Ây da, chơi cái trò đó được đó. Chơi đi, chơi đi. Chơi được không? Được đó. Chơi được không? À, được, được, bây giờ con bị trước cho tại con ra đó. Ồ, sao ngu vậy ta? Ây da, vô đây luôn đi. Vô đây. Ai chuẩn bị nha, ai chuẩn bị nha. Ai làm? Sai rồi. Ai làm? Ai làm? Ai vô bị đi. Bị đi mà. Ai vô bị đi. Thôi vô liền luôn đi. Hai mấy mão khác màu là cái gì? Quỳ gói xuống màu lên, tiết tấu nè, tiết tấu nhanh đi mà. Ai ta? Ai làm vậy? Sai rồi. Ai dạ? Thôi không đánh đi. Ai dạ làm cái gì mà hồi hộp quá vậy? Ai dạ đâu hết rồi, đánh đi mà. Sao hồi hộp quá vậy? Xây tan đưa anh đi trong chiều vắng. Gọi tên anh không gian ân u cha mẹ khóc. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh. Cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Ê da, ở chơi nữa đi con à. Chơi nữa đi. Nó không có chơi nữa đâu. Sao vậy? Kể từ đó người dẫn chuyện không còn xuất hiện nữa. Ây da. Cái tên tiểu tử đuối này không những có tài năng mà cũng một chút thú vị đó hả? Đúng rồi. Không có trí tuệ nữa đó. Ây da, hôm nay ta đã hứng khởi dân chào. Ta quyết định sẽ dạy cho con một tiệc chiêu võ thuật bí truyền. À, cảm ơn sư phụ. Đó được mang tên Ô Vào Quyền. Ô Vào Quyền là cái gì vậy sư phụ? Tức là võ làm lố đó hả? Ây da. Ví dụ đánh con một cái. Hai. Nó không đau. Nó không đau, đúng rồi. Ô Vào Quyền. Ây da, cho tôi lùi lại. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Hay quá sư phụ ơi, sư phụ đánh con thử đi. Ô Vào Quê. Ô đau quá, đau quá, ôi da đau quá. Thôi đi, mày múa giả chân hả? Cái đồ ta cái đi. Ây da, mày bị cái gì hả? Ây da. Sư phụ, thật sự là con không có lòng tin để làm mấy cái này đâu. Đơn giản như vậy cũng làm không được. Đúng là bản chuyển vọng suốt đời không lên được bản tài năng đó hả? Ây da, tiền đó mà. Ra đi. Có một lần nữa ta hỗ trợ đến Âu Bà Quyền, sư phụ sẽ thị phạm cho coi đó hả? À, bây giờ con chửi sư phụ đúng không hả? Đúng. Cha. Ở trong mặt quá à. Đơn giản vì các ngươi đã uống trúng rượu độc của ta. Đây chính là một loại độc rất là nguy hiểm. Độc tố này có tên là Bizama Melotovisamin Covisacrazidanatumatis. À, thì ra loại độc này chính là loại độc thoại đó. Chính xác. Sao? Các ngươi thấy thế nào? À, loại độc này chỉ có thể phát lên khi các ngươi vận dụng võ công. Ây da, à, tại sao tên tiểu tử thúi người lại hạ độc ba đứa ta đó hả? Vì ta muốn lấy được cuốn bí kíp võ lâm để trở thành võ lâm minh chủ. Cuốn bí kíp ở đâu? Ở bí kíp đây nè, ở trong tay ta.
có ngon thì nhào vô lấy đi hả? Ta còn khách sao? Cho love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Cuối cùng, ta đã có được bí kíp võ lâm. Ta đã có được. Tại sao là một tấm gương? Tấm gương này để làm gì? Để ngươi nhìn rõ được bộ mặt của ngươi. Sư phụ, ta đã sớm biết được tất cả những âm mưu của ngươi. Ta bày ra tất cả những kế hoạch này để cho ngươi nhận ra được lỗi lầm của ngươi là như thế nào. Và đây là ba đồ đệ của ta. Ta hơi đắt đó. Ừ, xin lỗi ạ. À, ta xin tự giới thiệu, ta đó chính là đệ tử của sư phụ Mai Siêu Âm. Ta Mai Siêu Black. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy. Ta Mai Siêu Cu Te. Còn ta cũng chính là đệ tử của ông ấy. Ta chính là Mai Siêu Thị 24 giờ. Ê à, quá niềm kế sách của sư phụ á, thật là muôn thăm đệ tử và bái phục sát đất. À, ngươi quả là tệ đó, làm sao mà trên đời này có những cái tay võ tàu lao như vậy chứ. À, đúng rồi đó. Các ngươi tưởng là các ngươi có thể triệt được ta sao? Các ngươi đã trúng độc của ta rồi. Ngươi nghĩ rằng chất độc tầm thường của ngươi có thể giết chết chúng ta hay sao? Ngươi nên nhớ, trong võ thuật điều quan trọng nhất không phải là võ công cao cường nhất, mà điều quan trọng nhất đó chính là võ tâm và võ lực. Trời! Người nên nhớ, võ công là để giúp ích cho mọi người chứ không phải để hại người. Tại sao ta lại mất hết sức lực? Bởi vì ngươi đã bị ta phế truất hết tất cả võ công. Rồi đây, ta sẽ hồi phục công lực của mình và ta sẽ thực hiện tiếp mục tiêu của ta. Tất cả các ngươi phải trả giá. Chính vì vậy, ta sẽ nhốt ngươi ở nơi này mãi mãi. Không được, không được. Không được, không được, không được. Ngươi sẽ trả giá. Và ngươi là kẻ phản diện. Không được. Một tiết mục rất hoành tráng, rất vui, rất bá đạo. Không biết chị Việt Hương có thấy như vậy không ạ? À, chắc chị phải nhường lời cho anh Bảo Trung, tại vì ảnh tâm đắc tiết mục này lắm. Dạ, xin mời anh Bảo Trung. Tại vì hát hài đó mà, diễn với mấy cái phim đó là khó diễn lắm. Khó hài cười lắm. Nhưng mà nãy giờ anh rất thích. Anh thấy em Dư là chuyên nghiệp luôn, diễn tốt quá. À. Cái kịch bản này nếu mà giao về cho anh không dám diễn đâu. Anh sợ tao không cười. Nhưng mà em diễn á,
cái kịch bản này xung quanh đó là những người hỗ trợ cho em quá tốt. Khánh nè, Tuấn Dũng nè, Lạc Hoàng Long à, và cái bạn Lê Nghĩa đó, những người đó tiết tấu họ tốt quá. Và khi họ diễn đó, họ cũng giỡn, Khánh cũng giỡn là nói tiết tấu lên, tiết tấu lên. À, đặc biệt hôm nay chị biết Khánh là lương của em chỉ có 90 ngàn. Vậy mà từ đó tới giờ chị trả mấy trăm ngàn, chị sai lầm rồi. Chị biết giá em rồi, để rút kinh nghiệm. Dạ, em diễn sao cái bản tài năng, em chỉ là triển vọng thôi, nhưng mà em ngang ngửa với lại bản tài năng. Rất là vui khi em dùng cái nó, xong em gắn thêm một từ vô thành cầu vượt. Và giống như anh Bảo Trung nói, khi mà mặc bộ đồ này với không phong cách thần thái của những người đóng cái tuồng cổ, tuồng xưa, là nó sẽ rất là rề rề. Còn tụi em tiết tấu cực kỳ tốt, mà một cái người diễn viên hài có cái đó trong người mình á, mình khó chết lắm. Tại người ta chết rồi mình cũng gán mình làm lên để mình ở ngoài sân khấu mình có thể sống được. Thành ra là khi mà em có cái điều đó, chị rất là vui. Và chị chào đón em bước vào cái nghề chuyên nghiệp, chứ không phải là bạn triển vọng không nữa. Cảm ơn em. Khi mà bước vào thi cái vòng này, em cảm thấy rất là vui. Bởi vì chú Bảo Trung là người em đã thần tượng từ nhỏ. Ngay từ lúc những cái băng cassette Bảo Trung cười từ 1 cho tới bao nhiêu em đều có hết. Mấy lần trước gặp chú nhưng mà không có cơ hội được diễn cho chú xem. Hồi nhỏ hồi đó là ai bộ chú lắm phải không? Dạ rất là vui. Bây giờ hết rồi hả? Dạ vui luôn. Ok, thank you em. Khi mà tụi em tập đó, xong anh Tiên có coi, anh Tiên nói là bây giờ thôi đổi một cái màu khác đi. Anh Tiên đã nghĩ ra cho tụi em cái chủ đề là làm về võ thuật. Cảm ơn anh Diệp Tiên rất nhiều. Và cũng không quên, cảm ơn Khả Như, cố vấn của em, đã theo suốt tụi em trong các đêm tập. Ngày nào cũng tập từ 4, 5 giờ sáng tới 4, 5 giờ sáng. Em run lắm hả? Dạ em mà, tại vì em mập mà. Nên em giận, lâu lâu em vận động, em đuối. Dạ. Nãy giờ chị thấy em diễn rất là kiểu như là hùng dũng, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà em nói về anh Bảo Trung hay là em nói về người khác thì cái giọng em rất là run. Em bình tĩnh đi, em rất là tốt. Dạ. Hình thể tốt luôn. Em đủ tố chất để là một người diễn viên mà. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chị Khái Như, chị cảm giác như thế nào sau khi xem được tiết mục của mình cố vấn như vậy ạ? À, như coi như thích quá chừng luôn. Đúng là không uổng công mấy anh em cứ 5-6 giờ sáng mới về. Cảm ơn anh Tiên rất là nhiều, bởi vì anh Tiên hầu như là đã đồng hành suốt, không bỏ sót một đêm nào. Và một lần nữa, Như lại cảm thấy một Tuấn Anh rất là tự tin hơn vòng trước nữa. Người ta hay chọc Tuấn Anh ngay từ mới bước vào Cửa Xuân Việt á, mọi người hay nói là nam diễn viên chính kịch đi thi hài kịch. Nhưng mà hôm nay Tuấn Anh đã có tiết tấu và cả mảng miếng một cách tự nhiên như vậy, cảm thấy rất là vui. Bản thân Tuấn Anh là một người rất là cố gắng. Dạ, hồi nãy trước khi mà em lên thi anh rất là hồi hộp. 3 đêm liên tiếp là tụi em tập từ 11 giờ đi diễn về tới 6 giờ sáng, rất là mệt. Mà ngày hôm nay với thành quả vậy anh rất là hạnh phúc. Và anh thật sự đã rất mừng cho em. Chúc mừng em rất nhiều Tuấn Anh. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn diễn Diệp Tiên rất nhiều. Làm gì theo tôi hoài vậy hả? Trời ơi, tôi biết là tôi đẹp nè, tôi cũng có chút nhan sắc. Tôi thì cũng từ từ chứ làm vậy bị khớp á. Có xài điện thoại không? Có. Móc ra. Bấm đi. 0909 1 năm 1 năm 0808 gọi về nhắn tin nha. Ê, gì kỳ vậy? Trời đất ơi, tôi đâu có muốn nhắn tin với cô đâu, đâu có phải cua đâu đưa số điện thoại làm gì? Ủa chứ không cua đi theo làm gì? Trời đất ơi, em không nhớ hả? Anh là chồng của em đây. Vợ ơi, trở về bên anh đi vợ. Anh là chồng em này vợ. Trời ơi, chưa bao giờ được đám cưới nha. Mà nói thiệt với anh, nó nghe nè, trong cái list bạn bè của em mà người yêu của em á, chưa bao giờ mà nhiều quá em đâu có nhớ anh đâu. Anh là ai? Nhắc nhớ. Trời đất ơi, em có nguyên một list bạn trai luôn hả? Một list. Trời ơi, mối quan hệ em rộng quá. Em không phải là dạng dừa đâu. Mà nè, anh phải nhắc em nhớ. Anh đây, anh là chồng của em đây. Vợ ơi, trở về nhà với anh đi. Trở về nhà với anh đi mà vợ. Vợ ơi, em đừng có chạy nữa. Anh với em không kịp đâu. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi, em đừng có chạy nữa mà. Vợ ơi. Em đừng có vậy. Mày tránh ra con gà đang kiếm vợ nè. Vợ ơi, em đâu vậy vợ. Vợ em đừng có chạy nữa mà. Anh không ký anh nổi em đâu. Cái gì vậy? Hả? Tụi tôi cô la kêu cứu đúng không? Thì tôi ra tôi cứu cô này làm gì chạy vòng xô té hoài vậy? Ủa? Là anh đang cứu em hả? Thì cứu nè. Trời ơi, nói cho anh nghe nè, tự nhiên cái không biết đâu ra đi theo lẻo đẻo theo em nè. Cứu em đi chàng, cứu em đi. Ha, nè tên kia là ai mà lại đi theo con gái người ta là sao? Tao mới là người phải hỏi ngươi á, ngươi là ai? Nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời. Ta chính là chàng trai.
Trời đất ơi, trời ơi, nhìn là biết chàng trai rồi chứ lẽ là con gái. Ủa dạ thôi, nói gì vậy? Nè người lạ, ngươi làm cái gì mà đi ra đây ức hiếp nữ nhi là sao? Trời đất ơi, tôi có ức hiếp nữ nhi đâu, đó là vợ của tôi. Trời đất ơi, bà này vợ người ta thì qua bên đó nói chuyện với chồng đi. Bà với chồng mà đóng cửa dạy nhau trong nhà, đi ra ngoài đây la sùm, tôi tưởng chuyện gì tôi đâu, tôi cứu nó, tôi rảnh rỗi dễ sợ không? Thôi bye nha, đi đi. Trời ơi, không có phải, có quen biết gì đâu, đâu có phải vợ chồng đâu. Có quen gì đâu. Tôi cũng quen biết đâu, trời đất ơi, đây vụ một cái là lòi cái mặt ra liền, không phải là chồng người ta mà đi theo làm cái gì? Vợ ơi vợ, trời đất ơi anh ơi, cô bị mất trí nhớ, cô không có nhớ ra tôi. Vậy là cái bà này. Trời ơi, không có phải, em với ảnh không có quen nhau vậy hết trơn á chàng trai. Trời ơi, trời ơi sao? Bây giờ nói chàng trai nghe nè, khi mà bước ra đường á, gặp một người phụ nữ gọi là mong manh, vệ vợ, yếu đuối như em, thì anh phải có nhiệm vụ cứu em chứ, tại sao nãy giờ anh không cứu em đây? Tôi nhìn bà là tôi cứu ổng trước đó. Nhưng mà theo quy luật là chàng trai phải cứu cô gái. Là phải cứu hả? Đúng rồi. Là cuối cùng là sao, nói dối hả? Nói dối, tôi nói cứu dối đi. Ha, thì ra là nói dối. Trời đất ơi, sao? Trời đất ơi, bạn còn cô ta mới là người nói dối á. Đàn bà con gái mà nói dối người ta là sao? Không có, ổng có xạo á. Nói xạo. Nói lao. Nói lao ha. Nói leo á. Nói leo hả? Nói leo là ông á, chàng trai nói leo á. Tôi nói ông. Tôi. Ông ba phải vừa phải thôi. Làm gì hả, ra đây cứu tôi hả, ra đây ông làm gì? Đâu đâu ra cứu thiệt, nhưng mà gió chừng nào mình theo chừng đó thôi. Ôi vậy mà ơi. Bây giờ cứu em đi, nhiệm vụ là phải cứu em đúng không? Cứu, rồi cứu. Cứu đi. Thôi, ngươi làm gì vậy? Ê, mày làm gì vậy? Múa vợ. Trời ơi, múa vợ kìa. Không phải, cái này em thấy quen, cái này tôi gọi là múa đương đại. Múa đương đại hả? Ê, giờ nó chuyển qua cái khác rồi kìa. Nó múa nhân gian á, đi quả chám. Dễ sợ luôn. Em, có một hồi nào á, tí nữa nó múa cột luôn không? Ai biết đâu, ai biết ổng đâu, tao nói. Ê, nó múa cột thiệt rồi kìa. Ê, em biết múa cột không? Em biết múa cột không? Múa này dễ sợ. Em biết múa cột không? Em biết múa cột chứ. Vậy em hả? Em múa cột đành ngoài à. Nhắm vui. Nhắm vui. Ê! Chị có quen biết gì đâu mà chị ôm sao vậy em nội? Tên kia. Đã sợ ta chưa? Không có sợ, ổng không có sợ mà tôi sợ nè ông nội. Tại sao lại sợ? Đúng rồi, bản mặt tôi nè. Trời đất ơi, Dung đi lên em gì? Sức ra kia đứng đi khỏi chung. Xin lỗi nha. Trời, ê! Người đã sợ ta chưa? Không sợ. Trời ơi, mày làm gì? Làm gì vậy? Làm chó sủa cho nó sợ. Ê, mày không có cắn mày nha. Đây làm gì? Nó là mẹt rê, tôi là pitbull. Con này dữ hơn nè. Mày đây. Ôi. Tóm lại là bây giờ em nói cho anh nghe nè, câu chuyện bây giờ hắn với em, hắn rình em từ trong cái ngõ đó đi ra tới đây. Trời đất ơi, em nói cái gì vậy? Anh là chồng của em mà. Em nhớ lại giùm anh đi. Được rồi, anh là chồng của em. Em ơi, em nhớ lại giùm anh đi. Anh là chồng của em mà. Em nhớ lại giùm anh. Anh là chồng của em. Chết ra đi. Trời đất ơi, chị là chồng người ta. Mày không phải là chồng của em mà. Trời đất ơi, em đừng có. 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 Trời đất ơi, giờ sao? Đúng, anh đứng sau lưng em nè. Được ha. Giờ sao? Con nhỏ này nha, hôm nay mày may mắn. Còn thằng kia nữa, tao cảnh cáo mày. Tao cảnh cáo mày, mày mốt không được khen chuyện người khác kìa chưa? Được rồi, mày hay lắm. Ba cây chi? À, đi ăn bún cà ri. Ăn bún cà ri. Cái gì vậy? Cô có sao không? Kiểm tra này có bị sao không? Em cảm ơn chàng. Hả? Em cảm ơn chàng nhiều lắm nha. Nếu mà như không có chàng cứu em á, chắc có lẽ em bị nó bắt cóc mất rồi. Thôi không có rồi, gì đâu. Nói mà sao mà em hả? Ủa? Sao vậy? Ủa nãy thấy em đeo cái túi màu đen đúng không? Không biết, lo làm chó quá không để ý. Thì đâu rồi? Ai biết đâu. Rõ ràng hồi nãy em còn cầm trên tay đây mà. Chết cha, vậy là có khi nào. Chết rồi, đúng rồi, nó lấy rồi. Không được đâu. Bao nhiêu tiền bạc em dành dụm, em làm đúng cái năm nay á, em đi về quê lên xe đây, đem về cho mẹ em đó. Bây giờ ác chân tức tức lấy mất của em vậy rồi sao mà em có tiền em về đây anh. Thôi nè, nín đừng có khóc. Thôi vậy nè, giờ tôi cũng còn chút đỉnh. Thôi ráng thu xếp về quê đi nha. Không được đâu, em không lấy đâu anh ơi. Thôi nè, em không lấy tiền của người lạ đâu. Cầm cho tôi vui đi nè, tổng cộng là 2 triệu đó. Không được đâu, thôi em không lấy đâu. Thôi cứ cầm cho tôi vui đi, không có gì hết. Anh ơi em không lấy đâu, làm vậy thôi, kỳ lắm không. Anh giữ ơi, đi. Anh ơi thôi em lấy. Lấy đi. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dòng với cái quân đó, thế nào nó cũng gặp nạn hơn em à. Em cảm ơn anh nhiều. Thu xếp về quê đi nha. Vậy là gì có đâu. Tiền về quê. Rồi. Lần sau em lên em sẽ đền đáp cho anh. Em sẽ đền đáp cho anh. Mày lấy tiền để coi nè. Lấy tiền thôi. Trời ơi, quá.
quân lừa đảo. Đứng lại, đứng lại. Quý vị thân mến, khi mà bây giờ em có thể nói chuyện với khán giả mà em bỏ cái dù được không? Dạ được chứ. Sao nãy giờ cầm hoài vậy? Thôi quen đó anh. Đi. Đất ơi. Trời ơi, nó nhẹ tay dễ sợ. Sao vậy? Quên, liễu. Cái gì cục ghê vậy rồi. Anh Đình Toàn ơi, xem tiểu phẩm xong á, em buồn quá à. Sao vậy? Tại vì á, em cứ nghĩ là trên đời đều có tình yêu thật lòng. Không lẽ bây giờ là không còn tình yêu thật lòng sao hả anh? Thật ra nó chỉ là một sắc thái khác, một màu khác của tình yêu thôi. Và đương nhiên cũng có những cái chỉ gọi là mượn danh tình yêu thôi. Nhưng tình yêu luôn luôn có nhiều màu sắc và nhiều muôn hình vạn trạng của nó. Em hiểu không? Giống như hồi đó anh rất thích một vở kịch có tên là Số Phận Trớ Trêu. À, kịch Nga phải không? Chính xác. Kể về một anh chàng đi lộn thành phố, đến một căn nhà ở trong một cái chung cư, đến một căn phòng mà tất cả những cái thiết kế nó đều giống y chang nhau, thậm chí ổ khóa cũng giống nhau, một chìa khóa cũng giống nhau. Và anh ta bước vào căn phòng của một cô gái ở một thành phố khác. Nhưng cuối cùng họ gặp nhau và bắt đầu có tình cảm với nhau. Cho nên á, ở trong tình yêu quan trọng nhất là người ta phải nói đến chữ duyên. Nghe anh kể về câu chuyện của những người Nga thì em nghĩ rằng là bên Việt Nam chúng ta cũng có câu chuyện đó nữa đó. Phải không? Ở đâu? Dạ, ở Việt Nam chúng ta bây giờ có những tòa nhà xây rất là giống nhau, thiết kế cũng giống nhau, cho nên xảy ra tình trạng vô lộn nhà. Nói đâu xa, em bị dính với trường hợp đó rồi, người ta vô lộn nhà em đó anh. Người ta vô lộn nhà em? Dạ. Rồi người ta có sao không? Dạ không. Ủa sao người ta sáng suốt, người ta hên quá vậy ta? Tại vì người ta đề phòng em rồi. Tính ra người ta thông minh. Vừa lòng anh chưa? Chút chút. Kỳ cục quá. Anh chọc em thôi. Ủa nhưng mà vô lộn nhà em rồi làm sao? Trời ơi, thì mới có chuyện xảy ra chứ làm sao. Chuyện xảy ra làm sao? Bây giờ anh muốn biết đúng không? Muốn. Bây giờ Lê Khánh xin mời anh Đình Toàn cũng như là quý vị khán giả cùng đến với tiểu phẩm Tình Yêu Lộn Phòng của tác giả Phạm Tân, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Lê Hoàng, nghệ sĩ Hứa Minh Đạt, nghệ sĩ Hoàng Tuấn, nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ và nghệ sĩ em. Ủa nghệ sĩ em là ai? Là nghệ sĩ em. Ủa sao anh nghe tên lạ quắc vậy? Mới hả? Cũ rích hả? Ủa nhưng mà ai là nghệ sĩ em? Là em, là nghệ sĩ em. Là ai, tên gì? Dạ là nghệ sĩ Lê Khánh. City. Đã thành phố rồi mà còn city nữa.
Thì kệ tôi đi. Bây giờ anh đi ra khỏi nhà tôi không? Trời ơi, vô lộn phòng rồi. Ủa? Con thấy tôi đọc đúng không? Lộn phòng thiệt hả? À. Sao giống nhà tôi quá vậy ta? Ờ à, vậy thôi. Phiến. À, xin lỗi anh nha. Xin lỗi. À, anh ngủ tiếp đi nha. Gái gì đâu mà hư thân mất nết. Vô thấy trai là tương tước. Đi ra khỏi nhà tôi. Ủa dạ cái gì vậy? Cô đi lộn phòng là cô cứ kêu tôi ra khỏi nhà ngoài. Trời tôi tức quá đây. Đây là nhà của tôi, rõ ràng là nhà của tôi mà anh lộn phòng thì có đó. Cô lộn phòng thì có. Đây là phòng số 21 đúng không? Phòng số 21. Tòa nhà 421 đúng không? Đúng rồi. Quận 7 đúng không? Đúng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh City đúng không? Đây, chứng minh nhân dân của tôi đây. Coi đi. Đúng chưa? Đúng rồi. Vậy đi ra tôi ngủ nữa. Đúng là anh lộn nhà thiệt rồi. Làm sao mà lộn được? Trời đất ơi, anh địa chỉ của anh là đúng số nhà, đúng số phòng, đúng tòa nhà, đúng quận luôn. Ừ. Nhưng mà sai khu rồi. Anh ở khu B, còn tôi ở khu D. Ừ. Mà hiện giờ anh đang ở khu D chứ không phải ở khu B. Chúng ta ở tòa nhà BD. Anh là B mà. Mà anh vô D là sao chứ? Y chang mà, đúng rồi cô lộn phòng đó. Anh mới lộn á, trời tôi nói vậy mình. Bây giờ tôi tức quá đi. Bây giờ anh làm ơn đi ra khỏi nhà tôi liền đi. Cô không tin không? Được rồi, để tôi lấy giấy tờ nhà cho cô coi. Cô quá đáng vừa phải thôi nha. Trong lúc tôi đang ngủ, cô lấy sơn lại nguyên cái tủ màu trắng hết là sao? Cái tủ màu tím của tôi đâu? Trời ơi, đàn ông mà xài tủ màu tím. Hồi nãy tôi còn nghi. Nói tại sao đàn ông mà ở khu B. Bây giờ tôi biết là sao ở khu B rồi. Đàn ông đích thực. Ờ, đàn ông đích thực hay là đàn ông thích đực? Giỡn nha. Hả? Tôi nói cho anh biết nha. Cái bộ bàn ghế màu tím của tôi đâu? Trời ơi. Rồi đâu nữa? Bộ tách trà màu hồng của tôi đâu? Bộ tách trà màu hồng của tôi đâu? Thôi đủ anh đừng hỏi nữa. Những cái đồ đó đang ở trong cái tòa nhà của anh á, đang ở trong nhà của anh á, đây là nhà của tôi. Những vật trang trí thì tôi mua từ lúc tôi mới về đây ở rồi. Nhìn kỹ lại đi. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Vậy là tôi lộn rồi hả? Anh lộn rồi. Anh làm ơn về giùm tôi đi. Mà ông... Trời ơi, sao cửa sổ của tôi bị bể kiến rồi? Anh vô nhà bằng cách nào vậy? Tôi đâu biết, tôi nào có hay. Vì sao nó trong nhà tôi, anh ngủ trên ghế sofa của tôi? À, tôi nhớ rồi. Sao? Tại ngày hôm qua đi làm về xong rồi bạn bè dắt kêu đi nhậu. Ừ. Rồi tôi xỉn quá. À. Tôi mới nói là tôi ở bên khu B. Ừ. Mà nó dắt vô bên khu D. Hèn gì nó hỏi chìa khóa, tôi đưa chìa khóa đó, nó mở cửa không được. Cho nó đập cửa sổ để cho tôi đi vô. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ bể cửa sổ của tôi rồi kìa. Thôi anh làm ơn đi, anh đi về giùm tôi đi. Trời ơi, bộ anh có cái thói quen là xỉn vô cái là lột đồ hết vậy đó hả? Anh mặc gì trong đó vậy? Mặc gì? Hả? Mặc gì á? À, anh đừng nói với tôi là anh là siêu nhân nha. Trời ơi. Mà phim siêu nhân mới giờ hình như không có. Không có luôn hả? Ôi làm ơn chứ ghê quá, làm ơn. Đây nè. Đi. Điện thoại. Lẹ nha, mặc lẹ nha. Alo, em nghe nè Honey. Cái gì? Anh lên liền hả? Thôi đừng lên. À, không, ý em nói là em đợi anh lên lâu quá rồi mà bây giờ anh mới chịu lên. Dạ, bây giờ anh lên nhà em liền hả? Rồi, anh lên liền nha, em chờ anh. Dạ. Trời ơi. Mặc xong chưa vậy, lẹ lên. Thôi đi về liền. Người yêu tôi lên đây nè, trời chết tôi rồi.
Trời ơi, hay là chú không con hết hồn, con tưởng là thôi tưởng bây giờ gì? Dạ không có gì hết. Ủa sao hôm tháng này chú thu tiền rác trễ quá vậy chú? Đâu có, từ hồi sáng tới giờ á tôi rình rập nhà cô lâu lắm rồi. Ủa, nhà con có cái gì hay sao phải rình rập vậy chú? À không, ý tôi lộn á, là từ sáng giờ tôi đợi cô á để thu tiền rác. Dạ, tháng này tiền rác nhiêu vậy chú? 40 ngàn. 40 ngàn hả? Ừ. Dạ để con gửi chú liền. À chú ơi, con không có tiền lẻ thôi, chú giữ giùm con luôn nha. Thôi không được, để hồi tôi thối lại cho 10 ngàn. Dạ chứ... thôi chú lên nữa mất công phiền phức lắm, thôi chú giữ luôn đi. Không được đâu trời, cái gì ra đó tôi là rõ ràng lắm, đợi tôi xíu đi, hồi tôi lên tôi thối chú ơi ngàn. Thật khỏi mà chú ơi, chú ạ. Trời ơi anh gì ơi, ông thu tiền rác đây hả? Ông thu tiền rác hả? Vậy mà tôi tưởng đồ bồ cô già dữ vậy. Trời tầm bậy không à, anh đi về giùm tôi cái đi. Trời ơi làm ơn đi, lần sau tỉnh táo. Ê, cái cửa sổ làm sao thay kính đây hả? Rồi, tôi bên khu B mà. Khu B phải không? Nhà cửa phòng y chang vậy luôn mà, yên tâm đi nha. Rồi sao anh không có đợi cho tôi, mẹ tôi lên tôi tháo cái cửa, anh tôi gắn vô cửa rồi, tôi. Rồi cứ tháo hết đi, cái vô trong nhà tôi thấy cái gì tháo được cô cứ tháo nha. Thôi để anh đi về đi, anh đi về đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Cửa kìa. Chết rồi bây giờ. Hay là ông thu rác? Không phải đâu, người yêu tôi đó chết rồi. Phải không? Anh làm ơn, trời ơi, bây giờ trốn giùm tôi đi. Trời ơi, để đi chi nữa. Đi đâu sao quần vậy? Cái gì? Coi như mua thêm bức tượng. Trời ơi, bức tượng này mà xấu quá vậy đi vô. Nằm yên trong đó nghe chưa? Ra liền. Cái này luôn đúng không? Chết đó đi ra ngoài làm gì nữa? Buông anh ra đi. Anh Honey, sao khóc? Ngồi xuống đây đi, sao khóc vậy Honey? Sao khóc? Sao vậy? Sao gặp em là khóc vậy? Em ghét anh lắm đúng không? Không có, em thương anh hơn bản thân em nữa. Em hận anh lắm đúng không? Không có. Em muốn giết anh mà đúng không? Không có mà, sao anh lại nói như vậy? Vậy tại sao bây giờ không chịu mở cửa cho anh? Em không muốn gặp mặt anh nữa mà. Cho anh chết cho rồi đi. Mà thôi mà được chết. Để tôi đập đầu chết cho rồi. Đập cái này là bể tắt chứ không có bể đầu. Anh ơi, tại vì á, tại nhà cửa em nó bề bộn quá cho nên là em muốn dọn dẹp tươm tất rồi mới đón anh vô. Chứ mất công á, anh đánh giá em là gái mà ở dơ quá cho nên là em sợ. Đừng giận em nha. Rồi chỉ vậy thôi hả? Dạ chỉ vậy thôi, hốt cho nó gọn lại cho nó tày quầy mất công. Chỉ như vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi anh à. Em không biết anh nhớ em nhiều lắm không? Anh nhớ em hả? Sao em có một ngày mà anh nhớ em như 24 tiếng vậy đó? Ủa anh ơi, một ngày là 24 tiếng mà anh. Ý anh nói là sao em một ngày như mà anh nhớ em tới 24 tháng vậy đó? Trời ơi, dữ vậy hả? Em nhớ em tới 9 tháng 10 ngày luôn. Anh nhớ em mình rối loạn, mấn loạn trong đầu luôn đó. Thương quá anh, nhớ mà ôm nhờ bông nhách luôn vậy đó hả? Em cũng biết là anh yêu em. Anh yêu em như là cá yêu nước. Trời ơi, anh yêu em như là bướm yêu hoa. Thực tế quá. Anh yêu em như là đất yêu cây. Trời ơi, thực tế. Anh yêu em như là hủ tiếu yêu nước lèo. Ngon quá. Anh yêu em như là chôm chôm yêu cốc. Trời ơi. Anh yêu em như là bún yêu mắm tôm. Anh yêu em. Thôi bây giờ mình dừng lại được rồi đó anh. Tình yêu của anh bắt đầu có mùi rồi đó. Không được, để cho anh nói hết. Để cho anh nói hết đi. Thôi đủ rồi anh à. Em biết là tình cảm của anh dành cho em bao la như vũ trụ vậy đó. Em biết rồi, thương quá. Anh ơi, hôm nay anh tỏ tình với em nồng nàn như vậy, anh làm em bất ngờ quá. Như vậy là em bất ngờ rồi sao? Bất ngờ rồi. Anh còn làm nhiều thứ cho em bất ngờ nữa. Ồ, bất ngờ đến bật ngửa luôn hả? Đúng như vậy. Chuyện gì nào? Anh móc em ra coi cái này bất ngờ nữa nè. Anh móc em ra anh móc của anh cái này ra em bất ngờ.
anh móc cái gì? Cái này. Trời ơi. À! Anh ơi. Chá chá. Chá chá. Chiếu. Không sao. Chá chá. Chiếu. Chá. Trời ơi. Chá chá. Trời ơi, không khéo là mù mắt em. Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện níu em suốt cuộc đời. Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Chỉ cần em thấy vui vui, chỉ cần em luôn mỉm cười là hạnh phúc với anh người ơi. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Hả? Gì vậy anh? À, quên quên lộn, em đồng ý lấy vợ làm anh nha. Vậy? Em đồng ý làm vợ anh nha. Trời ơi, anh rối quá. Anh làm em bất ngờ quá. Em không chịu hả? Trả nè. Anh đồng ý. Là anh hạnh phúc quá. Em cũng rất là hạnh phúc anh ơi. Anh cầu hôn em. Ôi, em ngày hôm nay lấy hết can đảm em mới cầu hôn em được đó. Gì vậy? Cầu hôn. Anh cầu hôn em thật lòng không? Thật lòng. Anh yêu chỉ một mình em. Chỉ mỗi mình em trong trái tim của anh mà thôi. Anh thật lòng với em. Sao anh khóc nữa? Từ lúc em đồng ý làm vợ anh, anh áp lực quá. Chết cha. Sao vậy anh? Ngồi trên đây nghe anh nói nè. Sao giờ anh nói cho em nghe đi. Bây giờ em mới là vợ của anh rồi. Bây giờ đúng như vậy. Bây giờ mình động phòng liền được rồi đó. Trời ơi. Em đừng gọi quá. Em đừng gọi quá. Chứ sao vậy, anh làm vợ rồi. Cái đó để từ gác qua đi. Ôi vậy hả? Cái chuyện áp lực này lúc trước nè, em biết sao không? Sao? Từ lúc có em làm vợ rồi, anh là một đàn ông phải là trụ cột trong gia đình. Anh đúng phải rồi. Lúc mình cưới mình phải cưới vợ sinh con đồ nữa. Đúng mình rồi. Mình nuôi đứa con, nhưng mà công việc làm ăn của anh bây giờ. Trời ơi, thôi được rồi. Bây giờ mình anh muốn làm gì em cũng chịu anh hết. Tại vì bây anh giờ... là chồng tương lai của em mà. Em giờ... sẽ giúp anh. Em sẽ tìm cách giúp anh. Nhưng bây giờ anh bây giờ... Thôi bây giờ anh về đi. Anh về đi rồi em mới có thể tính được. Bây giờ chứ anh ở đây em rối quá. Anh cứ khóc hoài em không tính được cái em, gì em hết. Em không đưa anh 100 triệu hả? Em sẽ đưa, nhưng mà bây giờ em không có tiền liền ở đây. Cái gì vậy? Anh ơi, sao anh dễ xỉu dễ khóc quá vậy nè. Em sẽ đưa. Em sẽ đưa nhưng mà không phải anh không về giờ. Đâu, nếu không có 100 triệu anh không về đâu. Anh chết, anh gian mặt mày quá rồi. Anh chết, anh nhảy xuống cầu thang anh chết rồi. Ôi à, được. Để anh chui vô tủ anh đập đầu anh chết rồi. Đừng. Trời ơi anh ơi vô tủ nó không có bể mặt mà nó đổ vỡ ra nhiều thứ lắm anh ơi. Anh làm ơn anh bây giờ anh chán ghét mặt mày quá. Anh không còn thấy nào có sức nào đi về nhà được nữa. Cho anh vào cái vét dùm gì đó. Hả? Vô đâu? Vét dùm là cái toilet hả anh? Đúng như vậy. Rửa mặt. Định thật phải có 100 triệu cho anh nha. Dạ anh đi thẳng nha, đừng vô tủ nha anh nha. Đi về đi mà. Đi về liền đi. Em ơi. Ôi. Cái khăn để ở đâu vậy? À, để đi, cái khăn để không có khăn. Đi về. Để ở đâu? Đi về. Khăn để đâu? Em ơi. Cái khăn để đâu cho anh mượn anh lau mặt cái à. Khăn. Ý kiến của em hả? Để anh lau ý kiến coi. Sao cái tủ của em? Dạ. Sao kiến em có gì bị lỗi phải không ta? Dạ. Sao kiếm em bữa nay sao anh mập quá vậy? Dạ tại vì anh sủ quá vậy? Tại vì em ốm á, cho nên là em muốn mua cái kiến cho nó nở ra. Cho nó... Đâu lại em đứng lại đây coi cái kiến của em coi. Không được, anh đứng lại. Kiến một mình em, anh đứng thôi, một mình em vô nữa là nó bị lỗi. Sao kỳ vậy? Không biết. Đâu cái kiến của em? Anh ai đây? Anh ơi! Anh ai vậy? Thu Nhi năm mà! Em ơi! Em bình tĩnh đi. Em ngoại
Tại tình hả? Ông cô. Em lừa dối anh nhắc người em không thấy vô nhà. Không, anh bình tĩnh hết đi. Tại sao vậy? Em nhắc người em không thấy vô nhà là sao? Em không yêu anh nữa sao? Anh giải thích đi, anh nghe giải thích đi. Tại vì anh vô lộn nhà anh à. Em ở khu D mà ảnh ở khu B, mà ảnh xỉn cái ảnh ở khu D mà ảnh không vô khu B, mà thật ra anh phải ở khu B chứ không phải là khu D, mà cuối cùng tòa nhà của em là BD. Dạ. Em đang kể chuyện cười cho anh nghe hả? Dạ không có. Anh đọc thì... mấy chuyện cười này trong mấy cái báo chuyện cười nhiều lắm, ngoại tình trốn vô tủ lạnh đồ. Không phải, tao quýnh mày bữa nay tao đánh ngang này. Mày cởi hết quần áo rồi tao quay lại đăng Facebook. Cởi hết quần áo rồi cho tao. Không, đừng, ở tao đánh ngang này. Ở bên trong em ngộ nghĩnh lắm anh ơi. Anh nghe em đi, em nói thiệt mà. Tình ngay Lý Giang anh ơi, anh vô lộn nhà. Thôi bây giờ đi về đi, anh đi về đi. Dạ. Không được, em vô lộn bồng. Tao phải đánh ngang này mới được. Lấy đồ đi về đi. Em lấy đồ về. Ai cho mày về mà đứng đó. Mày đứng đó. Anh ơi, thôi mà. Đi về đi mà, em nói thiệt. Bây giờ, trời ơi, hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm. Ủa, sao làm cái nhà bà rần rần mà cửa thì không khóa vậy? Ôi, Lan ơi, Lan ơi, vậy? Lan giúp giùm Linh đi. Nói. Bây giờ, anh tên gì vậy? Liêm. Long Liêm, Lan Linh. Đúng là. Bốn L. Là Long lầm Lan với Liêm. Long lầm Linh với Liêm. Lan lựa lời lối. Cái gì vậy? Nói đó, muốn nói đó. À, nói đó hả? Mà chữ L nhiều quá nó bị liệu. Rồi bây giờ giúp đi, dạ giúp giùm. Tại vì cái không? Này là anh Liêm, anh vô lộn nhà chứ không phải Liêm, là Liêm. Liêm lộn lòng hả? Lộn lòng lại lắc lui Liêm quá. Trời ơi, lôi quá. Lôi đưa lấy liền này hết lui rồi, lôi lui đi lề đi. Hả? Anh ơi, đây là Lan, giới thiệu với anh là Lan là bạn khoan, của em. Khoan! Anh... Đây là Linh. Hả? Linh lé. Gì? Linh không có lé, Linh mắt bình thường không có lé. Lan liệu, Linh né. À, Linh né hả? Liêm có lé không? Đứng yên đó đi. Liêm. Long lên lầu lấy lưỡi lam, lấy lầu lưỡi liềm, Long lên lầu lấy lại. Trả lại cho tôi. Cái gì? Bình tĩnh lại, em bình tĩnh lại đi. Cái áo này của tôi mà, em bình tĩnh lại đi. Trên công ty phải không? Cái áo này là trả cho Linh. Còn cái thằng này nè, là nó phải trả cái điện thoại cho tôi. Em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh lại nè. Em bình tĩnh, có chuyện gì nói. Lan lầm, đây là Long, là chồng sắp cưới của Linh. Đúng rồi, Lan. Mới vừa trao dẫn đến hôn mà tự nhiên gọi điện thoại đây. Cái vậy Lan làm mình, đừng có lộn lộn. Trời ơi, chồng sắp cưới. Mới cầu hôn tức thì. Mới cầu hôn. Trời ơi, lãng mạn lắm, hát gì vậy? Anh là nô lệ của em suốt đời nữa đó. Rồi tôi biết rồi, nó hát, nó tặng, nó nhận trước. Xong rồi nó hát, xong rồi sau cái màn đó. Là nó mượn bàn trăm triệu phải không? Đúng rồi. Đúng. Em làm chứng. Tặng xong rồi hát á, anh là nô lệ của em là hạnh phúc, cho mượn trăm triệu kinh doanh cốc. Tôi nói cho bà sao biết bà là biết hay vậy? Cái nhẫn đó là cái nhẫn giả đó. Giả gì nó chiếu quá giờ chiếu luôn, giả gì? Chiếu cái gì? Cái này là nó không mua một chiếc đâu mà nó mua một rổ. Để nó đi dụ, nó lừa gạt người ta, bà hiểu không? Nè, hôm bữa cũng vậy nè. Qua nhà tôi, nói yêu tôi, tặng nhẫn cho tôi, cái đầu mượn 100 triệu. Đó, 100 triệu bà có cho mượn không? Tiền đâu mà cho. Tôi mới lấy cái quý giá nhất là cái đời con gái của bà. Trời ơi. Mày vậy? Tôi đâu có ngu mà dại dột lấy đời của bà này. Tôi còn sát suốt. Mày nói nữa hả? Thôi mình đó là gì, lấy cái quý giá nhất là cái điện thoại má ơi. Ủa, điện thoại? Cái điện thoại đời mới nhất đưa cho nó. Đưa xong rồi cái nó trốn luôn tới bây giờ tôi phải đòi lại. Bây giờ mày trả. Bình tĩnh lại. Để tôi trả mà. Trả lại mày. Nhanh lên. Cái gì vậy? Mình làm nô lệ cho em. Hay điên hả? Như vậy là sao? Trời ơi, đó, thấy chưa? Nhiều quá. Điện thoại tôi nè. Ủa sao mày đổi hình nền vậy mày? Hình nền tao đâu? Delete rồi. Gặp mặt nó cũng tán đó hả? Thôi nghe nè, anh Long ơi. Như vậy là thiệt hả anh Long? Thiệt, nó lương gạt đó. Anh khó nói quá. Còn chiếc này em lấy luôn không? Bây giờ nha, vừa mày vô quá đi. Chứ giờ sao? Bây giờ là... Tại sao vậy hả? Tại sao đời con gái của mày không em lấy đồ tài sản của tao? Tại sao vậy? Tại sao mày lừa tao? Tao lừa tao. Tại sao mày muốn đi? Lên. Nó nghe nè. Bây giờ thôi. Đúng rồi. Trời ơi, có án mạng bây giờ đó. Không, bây giờ vậy nè, đừng có đánh nữa hết đó. Bây giờ thằng này nè, để tôi giải quyết mày, muốn làm gì? Bây
Bây giờ tao đưa mày tới công an chứ làm cái gì? Tôi buồn quá anh ơi, tại sao tôi bị lừa như vậy chứ? Từ đây về ra làm sao tôi dám tin ai, tôi dám yêu ai nữa đây? Thôi cô yên tâm đi, cô đừng có buồn. Tôi nghĩ là nếu mà cô có một cái tình cảm, một tình yêu thật sự như vậy á, thì tôi cũng nghĩ là sau này cũng sẽ có một cái tình cảm, một cái tình yêu thật sự đang chờ cô ở trong tương lai, cô hiểu không? Đừng có buồn nữa nha, coi như là bài học vấp ngã vậy. Hả? Anh nói đúng ha, cái cũ không đi làm sao cái mới nó đúng, cái cũ đi. Đó, cái cũ đi, cái mới mới tới. Ừ, cũng được ha. Được là anh nói thôi. À vậy thôi. Thôi chú về, mà cô đừng buồn quá nha. Rồi mà tôi cũng xin lỗi cô. Nguyên ngày hôm nay tôi làm phiền cô quá. Sao? Tôi đến tôi quậy phá trong căn phòng của cô. Cô đừng có buồn nữa nha. Dạ. Đừng buồn nha. Dạ. Vui lên nha. Cảm ơn anh. Không có chi. Cô đẹp quá à. Cảm ơn. Tôi cũng đẹp nữa. Đi nha. Anh ơi, khoan về rồi. Sao cái này giống trong phim quá ta? Cứ mỗi lần mà bước đi một cái, ngay khúc cuối cùng kêu tên mình cứ quay lại, lại hay yêu nhau lắm á. Em cần gì anh? Em nói đi. Anh hứa anh sẽ làm hết. Bây giờ ngay thời điểm này em rất cần anh. Em muốn nắm anh thật chặt. Em cần anh. Em cần anh đền cho em cái cửa sổ khác. Rồi đó, vừa lòng anh chưa? Cái miệng anh Linh dễ sợ luôn à. Thôi được rồi, Đình Toàn sẽ đền cho Lê Khánh và quý vị khán giả một câu chuyện tình yêu khác, nhưng chắc chắn sẽ là một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Tiết mục truyền thuyết tình yêu với phần biểu diễn của nhóm Chuồn Chuồn Giấy và phần minh họa của Vũ Đoàn Chuồn Chuồn Ếch 7 và phần minh họa của Vũ Đoàn Chuồn Chuồn Kim 7 và phần minh họa của Vũ Đoàn Sen. Cho mấy nắng ban mai là bao chàng trai phải ngây ngất ngóng theo. Em đang nơi nào? Em ở tuốt trên cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dẫu bị thất vọng mà vẫn níu giấc mộng, từng đêm lẻ loi ôm nỗi nhớ vấn vơ. Dẫu vẫn biết rằng người chẳng thể đôi hoài, mà sao lòng anh vẫn cứ thương những cái nuôi đợi chờ 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 cho hoài hơi. Có nhất thiết phải nói rằng anh cũng yêu em bao lâu nay, người hỡi em không nhận ra. Nhiều khi nhớ nhớ thương thương bao đêm hình bóng anh, đợi chờ anh đến trong những giấc mơ, trao nụ hôn cùng những đoá hồng. Anh ơi sẽ mãi mãi tình anh chỉ trao cho riêng em thôi, và sẽ yêu em mà thôi. Đừng mang nước mắt cho yêu thương hoen màu dối gian, hãy làm cho em mệt quá không có nổi. Dạ. Gì vậy Muslin? Chàng còn cười được nữa hả? Chàng có biết không, ca hát đối với em là tuyệt hình. Vậy mà mỗi lần gặp nhau là cứ phải ca hát hoài hả? Nàng thôi đi, đừng có đánh trống lãng hoài đi nha. Ta chưa có giận nàng là mai lắm rồi đó.
thiệt tình lần nào hẹn hò tao ra chỗ này á cũng đến trễ hết trơn hết trọi để người ta chờ cũng chết luôn. Chàng phải thông cảm cho em chứ, em đến trễ là vì em có nỗi khổ mà. Nỗi khổ? Chàng không biết gì hết á. Quốc Dương anh trai của em á nghiêm cấm em không có được giao du với những ngoài người xứ sở, cho nên em phải đợi anh ấy đi ngủ rồi mới lén ra đây gặp chàng nè. Ai về đâu anh ấy hỏng ngủ. Rồi làm sao nữa? Anh ấy đó nha, bắt em ngồi uống trà đàm đạo để còn dạy đời em nữa đó. Chết rồi, vậy làm sao nàng ra được hay vậy? Bỏ thuốc ngủ vô trà. Hả? Thì đó, mà em sợ anh ấy sẽ tỉnh lại cho nên em bỏ đến 3 viên thuốc ngủ. Ôi trời đất ơi, nàng thiệt là bá đạo luôn á. Nếu không bá đạo thì làm sao có thể yêu được chàng hoàng tử phi cát hot boy của Dương quốc Sabuche được chứ. Ôi con mèo tam thể của lòng anh. Ôi con chó mặt xệ của lòng em. Ừ, nó cười vậy, nó mặt sợ cười vậy. Chàng nói cái gì em không nghe. Người ta đẹp trai như vậy nè mà kêu là chó mặt xệ là sao? Thì đúng rồi, thời buổi này kêu bằng gấu bằng mèo là xưa rồi, phải kêu bằng chó mới dễ thương, phải kêu bằng chó mặt xệ. Nhưng mà ta... Kìa, Quốc Si lên. Hả? Quốc Dương, chạy thôi. Đứng lại. Giỏi cho Quốc Si lên. Hay cho Quốc Si lên. Dám cả gan hẹn hò với cha trong hoàng cung này hả? Nếu như không nhờ nhu mẫu đánh đập ta. Hả? Ôi lộn, đánh thức ta vậy thì ta sẽ không bao giờ biết là em gái ta đã lừa dối ta rồi. Quốc Dương à, em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng xin anh hãy tác hợp cho chúng em đi, bởi vì chúng em yêu thương nhau thật lòng mà. Không thể được. Em đường đường là quận chúa của Dương quốc Si Ba Chao, còn hắn là hoàng tử của Dương quốc Sa Bô Chê, là tiểu Dương quốc bị nước ta đô hộ dòng thứ gốc ổi mía diêm, mà dám dụ dỗ em gái ta là xương xa hột é. Hả? Ủa lộn, kim chi ngọc diệp. Quân mày đâu, bắt hắn lại đánh cho ta. Gọi đi. Làm gì vậy? Ta chưa có đánh mà. Ủa, chưa đánh hả Quốc Dương? Xin lỗi, ta làm hơi lố. Ngươi làm quá lố, bây giờ mới đánh đây nè. Quốc Dương. Quốc Dương ơi, em xin anh, tất cả mọi lỗi lầm là do em. Anh hãy đánh một mình em đi. Không, đánh một mình ta đánh thôi. Đánh một mình em đi mà. Đánh một mình ta thôi mà. Thôi. Được rồi, ta đã hiểu tình cảm của hai em rồi, cho nên á bây giờ buông tay ta ra ta đánh được chứ. Buông rồi. Limousine. Limousine là con nào? Ta gọi lộn chiếc xe của ta. Limousine. Bị cắt. Anh ơi hãy đánh em đi. Đánh ta đi. Đánh em nè. Đánh một mình ta đánh thôi. Đánh em thôi. Tình cảm của hai đứa dành cho nhau ta cảm động quá à, cho nên ta quyết định đánh cả hai đứa. Quốc Dương ơi, Quốc Dương ơi, con xin người, xin người hãy tác hợp cho chúng con đi mà. Quốc Dương ơi, em xin anh hãy tác hợp cho chúng em đi, cho dù anh có giết chết em. Ta sẽ đồng ý cho hai đứa một cơ hội để đến với nhau. Cho một cơ hội thôi chàng ơi. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là hoàng tử phi bóng. Dạ. Hoàng tử phi cát. Người cũng biết ở Dương quốc của ta có một con kênh mang tên là kênh Tàu Hủ. Và con kênh này có rất là nhiều Tàu Hủ thúi. Tầm bậy. Có rất nhiều rác. Thì đó, kênh Tàu Hủ mà có rất nhiều rác cho nên gọi là Tàu Hủ thúi. Thôi đi, mũi đừng có nói nhảm đây nữa. Hoàng tử phi cát, người phải ra đó vớt sạch rác con kênh đó cho ta. Còn nếu không làm được thì đừng hòng lấy quận chúa em ta làm vợ. Và ngươi phải chịu hình phạt là hằng ngày phải ra đó tắm rửa gội đầu. Rồi đó. Đây quả là một thử thách nghiệt ngà. Sợ rồi. Chàng ơi. Ta không sợ. Chàng không sợ. Phải. Nàng hãy yên tâm. Nơi nào cần có phi cát. Nơi nào có rác có lao công. Có... Ủa. Thì đúng rồi. Nơi nào có rác thì nhờ có thần dân và lao công của hai Dương quốc, chúng ta sẽ dọn sạch rác ở con kênh Tàu Hủ này luôn. Đúng không chàng? Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng như vậy đó. Nhưng mà
hắn làm đi, tao mới thấy được, tao mới tin. Dạ, tụi em nhất định sẽ làm cho anh coi. Nhưng mà trước khi làm, xin anh cho tụi em một thỉnh cầu. Ta đồng ý. Xin quốc vương hãy cho phép tụi em được ăn cơm trước cảng. Cái gì vậy? Ủa có gì đâu, bây giờ tụi em đói bụng quá, mà cái cảng đánh giờ cơm trưa nó chưa có đánh, cho nên em xin anh cho em được ăn cơm trước cái giờ cảng đánh để có sức mà đi lao động. Thôi được, anh? Ta đồng ý đó. Quốc nhưng... vương đồng ý rồi chàng ơi. Nhưng nè, phi cát, ngươi nhắm có làm được hay không? Ta làm được, xin người hãy yên tâm. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ dọn sạch con kênh đó. Được, sau 3 ngày sau tôi quay trở lại xem kết quả của nhà ngươi. Dạ. Hỡi tất cả thần dân, xin hãy cùng với ta dớt chát. Nàng đến bên ta tự tin nắng mai, sưởi ấm tim ta bao ngày da băng. Nàng ơi hay chăng tim ta trao em tình yêu không phai. Chàng hỡi hay chăng tim em đã yêu, từ lúc gặp chàng là em ngất ngây. Rồi khi bên nhau lòng em xôn xao vì ánh mắt ấy. Em yêu ơi đến đây trao môi hôn ngất ngây, ta say bao ước mơ giữa cơn mộng say. Đồng kênh đã hết rác rồi, ta sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau. Tiếng yêu lãng quên buồn đau. Ta yêu nhau mãi thôi, ta bên nhau suốt đời, ta trao nhau tiếng yêu mãi không rời xa. Tự nhiên tôi cảm thấy giống như là tôi có duyên với chú vậy đó. Giờ chú tính sao? Rồi, là chú quay là chú coi một lần nữa nó được đặt cọc luôn phải không? Rồi vậy đi, quyết định nhanh gọn lẹ vậy đi chú. Rồi gì tôi đợi ha. Rồi chứ không là tôi bán cho người khác rồi nghe. Rồi dạ rồi. Thì bảy. Ủa? Vợ chồng tôi buồn lên rồi hả bảy? Dạ. Sao đi đường xa mệt không con? À trời ơi, đi xe khỏe thế à, không có mệt gì hết trơn á. Bảy, vậy lâu quá không gặp lại gì. Gặp lại thấy già quá vậy. Tao chứ phải nít quỷ đâu, sống lâu năm không già. Không phải, tại mình nói thiệt thôi, thì lâu ngày không gặp thì già. Lâu ngày gặp lại sao cái miệng vợ bay nó cũng có duyên được thêm miếng nào ha. Rồi thôi ngồi nghỉ mệt đi con. Dạ cảm ơn dì. Cha nhà dì Bảy đẹp quá dì Bảy ha. Trời ơi, bao nhiêu tiền bao nhiêu của đổ vô sao đẹp được. Ai vô coi nhà cũng khen hết đó bay. Dạ dì Bảy. Ủa nhà đẹp quá rồi, khoe của hả, cho người ta vô khoe khen hoài à. Con thì sao bay, nói chuyện cho nó duyên hơn giùm tao chút được không? Là sao? Trời ơi, nó khoe của cái gì biết sao không? Tại dì Bảy đang đăng báo bán nhà. Ủa? Nên ta vô tôi coi nhà nên ta khen chứ khoe của gì. Đang yên lành gì tự nhiên bán nhà, bộ dì Bảy làm ăn thua lỗ hay sao? Không phải, khổ lắm mày ơi, tại nay có chuyện. Khổ lắm. Có con cái chia gia tài hả? Cái đầu dì Bảy phải chia đúng không? Bởi vì ta nói bây giờ con cái nó mất dạy lắm. Mẹ nó còn sống sờ sờ đó, mà nó đòi chia gia tài cho bằng đặng bằng được à. Tôi nói mấy cái đứa này phải đi trời đánh nha. Trời đánh nó chết cho ba má nó sáng mắt ra. Ý mày nói tao tối mắt hả con? Nên trời đánh cho ba má nó sáng mắt là tao sáng mắt đó đúng không? Ủa? Mày chù tao hả? Ủa là con gì hả? Chứ con ai? Ôi bà ơi, bà nói ít lại giùm cái coi. Bớt nói giùm tao nhờ. Dì Bảy thông cảm đi. Vợ con ở dưới quê nổi tiếng là cái gọi là cái miệng lá mơ đó. Lá mơ là sao? Mình, bà cứ xì, bà muốn xì, bà muốn nghĩ gì bà xì ra. Thông cảm đi, hồi nó mới sanh ra đó. Là sao? Cái mỏ mới lừa lầu ra trước. Hèn gì, thấy cái mỏ nó nhọn quá trời quá đất à. Bớt nói giùm tôi cái được không? Dạ xin lỗi gì. Lỗi phải gì không biết nữa à. Biết sao không, nói nào ngay á, gì khổ tâm lắm. Hồi còn sống á, Dượng bay có nhận đứa con nuôi đó, rồi nghĩ sao cái bây giờ cái nó cứ ghé đây thăm hoài à. Nó làm ăn thua lỗi đó, rồi ghé đây bữa xin mấy chục, bữa xin mấy trăm ăn cơm. Rồi chưa
Bữa tuần trước tới đây nói nhà nó bị giải tỏa gì đó rồi xin lại ở nhờ. Thôi gì cũng thương gì cho nó ở nhờ, mà ở được cứ ở luôn ở lì vậy đó. Nên tôi dì bực quá, dì bán nhà cho nó xong phức cho rồi đuổi ra khỏi nhà cho xong. Trời đất ơi, tại sao là có những cái người mà tham lam như vậy? Muốn của người ta là của mình không? Ủa mà phải là con nuôi không? Con... hay là con rơi của Dượng á? Không, sợ con rơi á nha. Bây giờ hay có trường hợp đó lắm nha. Ổng như ở dưới quê mình nhớ không? Cũng có cái trường hợp vậy đó. Nói là bộ hô con nuôi nhưng mà thật ra là đem con về cho vợ lớn nuôi. Dạ chị Tư, chị bớt nói gì mà chị Tư. Trời mày nghĩ sao vậy? Chị bảy bay ra lấy được tao là mừng hết lớn. Ông vừa già vừa xấu nữa, ở đâu mà có bồ nhí mà lòi ra con rơi. Là nói nghe biết sao không? Chị thấy cái thằng này cái mặt nó không có giống như bảy bay. Con nuôi, ừ, chứ không phải là con rơi con rớt gì đâu. Con nuôi hả? Ừ. Ừ. Không nhưng mà nói nghe nè. Sao? Chị bán nhà đúng rồi đó. Sao vậy? Bán đúng đi chứ để muốn có đồ chia. Vô duyên, con nuôi với ba con ruột đâu đòi chia với chết. Trời ơi, vậy là không biết gì rồi. Sao? Ở dưới quê kìa cũng có trường hợp y chang luôn. Con nuôi nó đi kiện cái đồ chia gia tài. Con nuôi có quyền lợi như con ruột mà. Có không? Trời ơi, có luôn hả bậy? Ủa sao mà biết hay vậy? Dưới quê mình kìa mới ràng ràng đó đó. À. Trời ơi, có vụ đầy luôn á hả? Trời ơi, không được. Này. Sao vậy? Alo, từ từ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Không, ngồi chơi. Ờ. À không, tôi không phải mẹ nó đi công chuyện rồi. Hả? Thiệt hả? Tôi chạy lên liền. Tôi là bà ngoại đó nè. Rồi. Trời ơi, chết rồi bậy ơi. Chết rồi. Trời ơi, thằng cháu ngoại của dì. À, nó chết rồi hả? Chết rồi hả dì? Đi mua vòng hoa lẻ không ơi? Đi. Chết rồi nào? Mới nói thằng cháu ngoại chết rồi. Chết, đây là có chuyện nguy kịch, hiểu không? Nó ở trên trường nó chơi sao á, bị đập đầu vô cái tường. Rồi chết luôn rồi hả? Trời ơi, nó đập đầu nó chết rồi ông ơi. Đi mua vòng hoa liền. Bà nội, tôi nói nó chết rồi nào. Hả? Đập đầu vô tường tao có nói chết chưa? Rồi như vậy là chấn thương sọ não rồi. Trời ơi, bây giờ vô bệnh viện hỏi coi bác sĩ sọ não. Cái đầu của bay vô chứ sọ não. Không phải hay gì? Không phải. Bây giờ tao đưa vô bệnh viện rồi, gì phải chạy vô coi nó làm sao. Nghe chưa, ở nhà coi nhà giùm gì. Ê nè. Cái thằng con nuôi của gì á, nó còn nói chút mà nó tới nó thăm gì, đem trái cây gì lên điếu gì nó cho bộ nó nói gì nó kiếm cớ vô nhà nó ở thôi. Đây coi bà đuổi ra giùm gì nghe không? Nha. Đuổi người là để của con. Nhớ nha, mà đuổi cho khéo, đừng để mít lòng em con. Dạ. Giúp gì nha. Ê, khoan nữa. Hồi nữa, có hai vợ chồng tới đây coi nhà. Coi là để mua nhà đó. Tụi con tìm cách sao rồi nói giới thiệu nhà rồi này kia cho dì nghe không? Nó vô cho người ta mua nghe không? Gì? Cái vụ tụi con nhờ gì sao? Quên nữa. Cái vụ ấy tao xin được chị làm tụi bay rồi. Ở trên Long Khánh á, nhà bàn của dì. Đó, ở trên đó làm là chỉ coi giường cái tượng cho người ta thôi. Thứ bảy chủ nhật ta mới về một lần. Hiểu không? Tháng 5 triệu đó, được không? Trời ơi, như vậy là mình đi làm giường thì phải bán vé số hả? Bán vé số gì đây? Trời ơi, tường ở dưới quê con mà lên trên đây á, toàn đi bán vé số không à, chứ không có được làm giường đâu. Nói thiệt các con là con già rồi, chứ con mà trẻ xíu nữa là con đi bán cà phê cũng được. Mày bán cà phê ai dám uống? Nhìn thấy ghê, thôi chạy vô bệnh viện coi sao. Nhớ nghe không? Nhớ nghe chưa? Thằng con nuôi nhớ đuổi ra gì nghe không? Để nó tỏ ra là chết. Gì? Nhưng mà cuối cùng là sao? Sao là sao? Là cháu gì không có chết đúng không? Cháu không có chết mà. Bực bội à, coi nhà cho gì nghe không? Dạ. Bà là bơi mà nấu năng cẩn thận giùm tôi một cái được không? Không, là tôi thắc mắc thì tôi hỏi thôi, chứ tôi đâu có biết đâu. Người ta nói là chỉ vô bệnh viện thôi. Lắm chứ bộ giỡn hả? Thì nó cũng có tùy trường hợp chứ. Ê bà. Nào mình vô nhà được. Bây giờ. Mình vô nhà nha. Đâu vô nhà gì được. Quá trời, thiệt là không. Hồi nãy hứa với dì bảy là sao? Thì có gì đâu, thì giờ gặp cái người nào. Con nuôi lại, đem trái cây tới thì mình đuổi đi. Gặp hai vợ chồng tới coi nhà thì mình tiếp đón nồng hậu. Vậy là trả ơn gì bảy rồi. Nói vô cho ta mua nhà này. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, ba cái khoản này mà tôi không có rành. Làm ông sao? Ông ơi, ông cũng làm để tôi cho, tôi rành mấy này lắm. Bà rành hả? Ừ, mấy cái chiêu trò này tôi ghê lắm. Đâu, bà nói tôi nghe bà làm sao đâu. Đầu tiên á, ê, dù gì quá. Nói mà nói lớn. Nhỏ tôi nghe cũng được. Nói nhỏ thôi nha, không nói lớn, nói lớn mà công ta nghe. Trời đất ơi, bà phun cái gì mà phun khí thế vậy? Cái gì? Bà nói gì xù xì không mít gì? Ơi bà lại à? Bà nói gì? Nói nhỏ mà ông nội nè. Y vậy đi. Ừ. Có sách theo trái cây. Tôi thấy à, giờ trái cây hơi bự nha. Cái mặt láo cá thật chứ. Ừ, nhìn là thấy ghét.
Bà Bảy rồi. Chị Bảy không có nhà. Đi vắng rồi. Ai đây? Gì đây? Sao? Về. Muốn về. Kiếm gì Bảy? Bà Bảy không? Ờ. Bà nhập viện rồi. Đừng có giỡn chở tôi ra, mới nói chuyện tôi hồi nãy đó thầy đây trong điện thoại giờ nhập viện. Bà nói chuyện điện thoại với anh đúng không? Ờ. Hèn gì, đang nói chuyện điện thoại giật bất tỉnh vô bệnh viện. Ủa bây đi... giờ quyền thừa kế căn nhà này là của tôi. Điện thoại giật. Ừ. Hồi đó giờ tôi mới nghe cái vụ điện thoại, cầm điện thoại mà giật xỉu à. Không đọc báo, bây giờ điện thoại giật chết người như chơi nha. Phải không? Chứ sao? Nè. Trời ơi trời, tôi tính đem trái cây lại. Rồi cảm ơn, giữ đi trái cây là mình ăn được. Ừ. Bây giờ nhà này là của tôi nè, bây giờ muốn cái gì nói với tôi. Không, tôi định lại gặp bà Bảy để bà mà... Không có cần gì hết. Tôi không cần biết mục đích anh lại đây để làm cái gì. Mà tôi nói cho anh biết là bà Bảy không ở đây, bà Bảy nhập viện rồi. Tại vì sao? Tại ngôi nhà này có ma. Cái gì? Căn nhà này có ma. Chứ sao? Vậy giờ... mà đừng có giỡn nha. Tôi không giỡn. Chứ tại sao cái điện thoại mà tụi nó giật chết người? Ờ. Sóng âm mạnh quá. Là sao? Mà đi tôi kể cho nghe. Đi ra coi, đi ra. Chỗ thôi. Sao sao sao? Khi mà mới bước chân vô trong căn nhà này, ờ, tôi lạnh dữ lắm. Âm á, người âm hiểu không? Ờ. Nó làm cho mình có cảm giác rợn người. Nè tôi nói tôi còn nổi da gà nữa không thấy không? Da gà nổi luôn rồi đúng không? Sao kỳ vậy ta? Nhà này âm u lắm. Là sao kể tôi nghe coi, tôi muốn biết cái nhà này nó có ma là sao? Dạ chuyện là vậy nè. Nó nói hồi đó đó, bà Bảy này nè. Ờ. Trước khi mà bà đào móng lên bà xây nhà đó, à, bà phát hiện ở dưới có 18 bộ xương. Phải không? 18 bộ. Mà thay vì bà đem người ta đi hỏa táng, ta gửi vô chùa đi. À. Không. Tiết tiền, biết làm gì không? Làm gì? Đem ra ngoài sau hè đó. Đó. Ngay góc này nè. Đây đây tôi chỉ cho. Ngay đây nè. Đó, ngay cái góc đó đó, thấy không? Đó, đó. Cái gì vậy? Ê, buông ra, buông nhà, buông. Tôi đang chỉ ông thôi, đó, cái góc đó đó. Ông thấy một cái gì đó nó âm u không? Màn đêm nó bao, đúng không? Đó, bà đào lên ngay chỗ đó, bà để 18 bộ xương xuống lại, bà lấp đất lên. Bà lấy cây, bà chồng lên luôn, không ai biết. Cái ghê không vậy? Ghê lắm. Ông, tiếp ông. 18 quan hồn đó. Ta bị như vậy, ta oan ức, không thể nào đầu thai được. Chỉ biết lãng vãng trong căn nhà này, không, suốt ngày, suốt đêm. Ông nói chuyện bình thường thôi. Ông đừng có nói cái giọng âm, tôi sợ ma lắm á. Giọng bình tôi... thường của tôi là như vậy. Hả? Mà không thấy ghê thiệt, tôi sợ. Kể từ ngày đó trở đi, trong căn nhà này không lúc nào mà nó không xảy ra những chuyện lạ thường. Chẳng hạn như cái gì? Bà có thể kể cho cậu này nghe đi. Giúp giùm, kể tiếp giùm tôi nghe coi. Để tôi. À. Để tôi kể cho ông, đừng kể nữa, cái giọng ông ghê thiệt luôn á. Bởi vậy? Ngồi xuống. Giống như trong nhà tắm. Ờ. Bữa đó bà đang đi tắm, hiểu không? Ờ. Bà vừa bước vô trong nhà tắm. Làm cái gì đó? Sợ không được ôm vợ tôi. Quý được ôm, đang kể mà ôm vậy. Bà sợ, bà làm tôi sợ quá. Tôi khùng quá, tôi đang kể ôm vậy tôi sướng hay sao tôi kể? Ờ đó. Xong, bà bước vô nhà tắm. Tôi kể lại khúc này nha. Bước vô trong nhà tắm. Tự nhiên cái cánh cửa kêu một cái. Quay ra. Bà nhìn không thấy ai hết. Rồi sao? Bà quay vô. Bà thấy vòi nước chảy. Trời ơi. Trời, lúc đó bà hoang mang liền. Bà thấy vòi nước chảy xối xả. Suy nghĩ. Bà nhớ ra. Tại sao? Hồi nãy bà quên khóa. Cái gì đâu có ma gì đâu. Ma ngay cái chỗ cái cửa cái két mà không thấy ai đó. Phải không? Chắc nãy tôi kể chưa nhấn cái đoạn đó đúng không? À. Kể lại nhấn cái đoạn này nè. Thôi được rồi, kể tiếp cái gì khác đi, kể tiếp đúng không? Tiếp.
cái chuyện này mới chính nè. Chuyện nào chính? Vừa thấy vòi nước là bà nhớ ra là bà quên khóa, cái xong một cái mà ghê nè. Cái gì ghê? Bà khóa vòi nước lại. Khóa lại? Hết. Ủa đâu có ma gì đâu má. Trời ơi, ông nội này, tôi nói ma là cái cửa đó. Cái ma sao mình thấy được? Thì cái cửa quay qua không thấy ai, là ma nằm ngay chỗ đó đó. Hình như ông không tin. Chuyện là bình thường thôi. Đó, đây là chồng tôi thấy mà. Chuyện của tôi mà thấy ghê. Chuyện gì vậy? Cầm lại đi. Chứ ta đánh đưa đánh đường hồi là nguy hiểm lắm. Có một đêm trời mưa gió bão bụt, dì bãi từ từ tiến vô phòng ngủ. Trong phòng ngủ có gì? Nằm xuống, không gian rất yên lặng. Chợt có một luồng ánh sáng lóe qua. Buông ra. Người đau quá thì sao? Lợi dụng hả? Sao phải sợ quá? Đừng có giả bộ mà ôm vợ tôi hoài. Mặt ghê quá. Mấy ngày kể khúc là chính nè. Giữa anh xoan lập lòe, nửa sáng nửa tối. Vì vậy trợn mắt lên và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại làm gì? Ngủ. Ngủ? Sao ngủ hoài hả? Đợi đi. Chừng nào? Ngủ tới nửa đêm là dậy nha. Trời ơi, giờ nói giờ này mà đỡ tới nửa đêm sao chết rồi. Khúc chính nó nằm ở đây nè. Sao đẩy giờ chính hoài vậy? Ông mở từ được không? Nửa đêm rồi. Sao vậy? Bà bay đứng lên. Bà đứng lên làm gì? Tiến ra cửa phòng. Tiến ra cửa phòng. Mở cửa ra. Bà làm gì? Cái tiếng cửa là lâu ngày không vô dầu nó kêu. Rồi sao? Vừa bảy tiếng vào. Vô đâu? Đi toilet. Sau đó sao? Trở lại giường. Làm gì? Đâm bắt. Bà làm gì nữa vậy? Bà ngủ. Thì sao ngủ hoài vậy? Đi toilet xong rồi vô ngủ. Đúng rồi ba. Ở toilet xong vô ngủ? Ừ. Đâu có ma gì đâu. Ma là cái khúc ở trong toilet đó. Sao tôi không có nói gì trong toilet của ma để? Cái khúc trong toilet gặp ma. Ừ. Nhưng mà tại vì bà chưa có kể cho nên sao tôi kể được. Ở toilet bà gặp ma, bà chắc bà sợ sao bà không có kể luôn, bà giấu. Chưa đâu. Khúc này mới chính nè, khúc này mới chính nè. Nãy giờ chính hoài vậy? Không, nãy giờ tái thôi, khúc này chính nè. Trong lúc bà đi toilet. Sao? Tự nhiên có một giọng hát. Hát gì? La 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 la. Trong không gian âm u cùng nhau kêu về âm 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 âm. Lùng cơn gió về ào 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 ào. Nghĩa trang lạnh lùng lùng lùng. Trời ơi trời, nghĩa trang cái đồng. 18 vong hồn mà, nghĩa trang là đúng rồi. Hợp ca luôn hả? Ừ. Ông làm gì vậy? Chết cha. Hả? Ông bị nhập rồi. Trời ơi. Trời. Ông ơi. Ông ơi, bình tĩnh lại ông trời ơi. Thôi, cảm ơn nha. Trời ơi, ông ơi, đừng có bỏ tôi. Tôi cảm ơn mấy người, nhờ mấy người mà tôi biết được cái nhà này. Tôi cảm ơn tôi. Ông ơi, tôi sợ quá. Chồng anh ơi, lại giúp em anh ơi. Anh ơi. Ui. Trời ơi, hay quá chồng ơi. Trời ơi, hay ghê sợ luôn rồi. Trời ơi, kể chuyện ông làm tôi sợ thiệt luôn không? Ghê lắm luôn á, cái hồn dễ sợ hồn luôn không? Gì vậy? Đi rồi.
đi rồi. Ai đi? Quỷ con nuôi đi rồi. Nó đi nhưng mà tôi chưa đi mà. Ôi, giỡn nữa. Giỡn hoài. Ai giỡn với bà? La 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 la. Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ nghe ông. Nhưng nãy giờ tôi có nói gì đụng chạm đến mấy người khuất mặt làm ơn vỗ tay. Tại sao mấy người đem cái chuyện chết chóc của 18 người trong nhà này ra làm trò đùa vậy? Trời ơi, tôi nãy giờ tôi nói gì sai, làm ơn vỗ tay cho tôi. Đừng có làm gì chồng người hết trả cho tôi. Còn dám làm như vậy nữa không? Không. Ơi, làm ơn vỗ tay chồng này. Vui quá. Giỡn trời với bà thôi. Giỡn hả? Bà thường ngày mà ăn hiếp tôi quá, tôi ghét, tôi giỡn chơi với bà thôi. Giỡn gì vậy? Hả? La la la. Sao rồi? Có gì vậy? Của gì tới chưa? Dạ. Cái gì vậy? Sao mẹ không có được, bậy với bà. Má gọi gì? Đêm hôm nhắc mà nó sợ nó khóc. Ủa gì vậy? Sao đi lẹ về vậy? Trời ơi, rồi xong rồi, vô nhà tôi xong hết rồi sao? Ủa sao là mua áo quan chưa? Một. Ông quan gì mày? Ủa cái gì? Ông quan gì? Sao vậy, mới chết hả? Nói bậy nói bạ, còn chết rồi chết. Thì thường thăm vô là phải lâu chứ sao gì về lẹ vậy? U đầu chút xíu thôi hà. Trời, u đầu thôi mà. Lắp xong rồi, nó nghe là khách của gì tới chưa? Tới rồi hả? Đuổi đi rồi. Ta con nuôi phải không? Đúng rồi, đem cái cày tới. Đuổi đi luôn hả? Đuổi đi, nó không dám tới ở đâu yên tâm. Trời ơi, sao tụi bay hay dữ vậy bay? Vì đuổi hoài nó không đi đó. Vợ con mà. Nghe hay lắm. Ừ, mai mốt mà có mấy vụ đuổi người tao kêu bay lên nữa. Vợ chồng con. Phiền lắm mà, phiền lắm mà. Alo, tôi nghe nè. Sao? Ủa anh Nam sao anh không tới coi nhà? Cái gì? Nhà tôi có ma. Ai nói? Trời ơi, không có đâu. Chắc là hàng xóm đó, người ta ghét tôi, ganh ghét nó, ghen ăn tức ở, hiểu không? Nhà tôi xây nhà bự quá nè, ta ghét ta chọt vậy thôi. Làm gì có. Làm gì mà có cái vụ 18 bộ xương. Thôi được rồi, anh cứ tới đây. Anh tới đây đi, ba mặt một lời. Ai nói tôi kêu người đó qua, tôi nắm đầu đó qua đây luôn. Ba mặt một lời, anh tới liền. Anh tới liền cho tôi nghe chưa? Rồi, tôi đợi. Ủa, tôi quân cái ngủ nè mà ác ôn. Cái tướng đó trời, không đánh tấn trong đâm nó cũng uổng lắm nè. Sao vậy? Nó nghĩ sao nó đi, nói nhà gì có ma. Ai vậy? Thì bởi vậy gì nó có biết. Ủa mà sao gì biết cái tin là nhà gì có ma? Thì nè, ông Nam mua nhà. Chị gọi điện, anh đã gọi điện cho chị giờ hỏi sao chưa tới coi. Nó nói là tới rồi, nó gặp ai đó là nói đồn lên là nhà gì có ma. Đi về Long Khánh, đi về Long Khánh. Ờ, thôi về đi. Chỗ Long Khánh làm vườn đúng không vậy? Đi, 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 nhanh, nhanh. Nè, ủa? Mà tôi biết đường đâu đi. Đi xuống Long Khánh là tự tìm, tự hỏi. Ờ, đấy rồi, con tự tìm. Phải ăn bữa cơm với gì chứ mới vừa nói. Khỏi. Không ai muốn đâu, ăn uống là mất việc đi chơi. Ờ, nhưng mà khác tới xin việc làm sao? Mà làm sao mà biết đường? Khỏi được rồi, con hỏi. Ủa, làm sao biết đường? Tụi đang kỳ cục mà. Gì vậy? Mày ơi. Cái gì, ai nhặt mày vậy? Trời đất ơi, ai đi làm gì khó hiểu dữ trời. Trời ơi, cậu Nam. Vô đây. Tôi nói cậu nghe. Bà làm tôi mất thời giờ quá. Mất thời giờ cái gì? Bà mới nằm bệnh viện sao bà ra liền? Ủa, tôi nằm bệnh viện hồi nào? Trời đất ơi, ở nhà tôi nói nè. Tôi biết rồi, hàng xóm đồn nữa đâu. Người ta ghét tôi, ta trù tôi vô bệnh viện nằm ở trọng đó, anh thấy không? Bởi vì ghét cái đồn tùm lum hết á. Nói nhà này là ba có ba nè. Tại nửa đêm bà bị mở nước đồn tùm lum cái chân trong nhà nè. Trời đất ơi, hồi nào? Tôi sống đây mấy chục năm trời có bị gì đâu mà nói ma cỏ gì ở đây? Có. Ai nói bị ai nói, anh nói đi. Con tám đầu sớm đúng không? Hay là con năm lẻ bên này? Không có con tám, con năm nữa. Tôi lôi đầu ra đây. Người trong nhà này nè. Đó, ra đây đi. Chỗ chậu bông, chỗ bông nè. Đó, ra đây. Hả? Đưa nè. Tư hả? Nè. Hai nữa. Hai chồng nè. Ôi trời. Ra đây. Tụi bay ra đây. Trời ơi, sao kỳ vậy tụi bay? Sao vậy? Dạ. Đồn nhà gì có ma là sao? Dạ, đầu đuôi chuyện này là sao? Con không biết gì hết. Hỏi vợ con đi. Nhà có ma kêu ta lại bán à? Là hai đứa này nói với anh đúng không? Đúng rồi.
phải. Sao vậy? Hồi nãy con tưởng đâu là cái này là con nuôi có gì. Nè nè, sắp vỗ cái cây bự, con tưởng đâu con nuôi, cho nên con mới nói có mang hù con đuổi đi. Dạ. Đâu biết có con nhà. Kêu đuổi đi, đuổi con nuôi gì đi. Trời đất ơi, thì ra là vậy. Sướng xa, sướng xác tàu lao cơ mà. Trời đất ơi, cậu biết sao không? Nó lộn người. Tôi là tôi kêu nó đuổi cái thằng con nuôi tôi kìa. Nên nó giả bộ nó nhát ma, nó hù ta. Thôi, mấy người đừng có làm cái chuyện mà mờ ám. Thôi bà đặt cái nhà em. Bà có ma đó là không bao giờ tôi có đâu. Nãy thì có tôi đem cho là không. Nó nghe nè. Nè, tôi đem tiền tôi đặt cọc cho bà nè. Bây giờ cái nhà này có ma, không bao giờ tôi mua cái nhà này. Có đâu. Trời ơi, nghe tôi giải thích cái đã. Trời đất ơi, đâu có ma cỏ gì đâu anh ơi, trời ơi. Trời đất ơi, cũng tại tụi bay đó, người ta vô người ta gần tới mua nhà rồi à,